chương 526, để xem ai nhiều tiền hơn ai. Sau một lúc im lặng, có một ông chú giơ tay lên ra hiệu, tôi ra giá 500 một triệu. Ông ta lắp bắp nói, hơn nữa còn cực kỳ mất tự tin chỉ tăng lên cho 1.000 vạn, xem ra đây đã là mức cực hạn của ông ta rồi, có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, ông ta cũng sắp nghèo rất mồng tơi rồi. 600 triệu, Thạch Văn Bình hờ hững đưa ra một con số, dứt khoát hạ gục người khác. Audio điện tử võ tấn bền sau nhiều lần xoắn suýt, cuối cùng người đó cũng từ bỏ việc ra giá, 600 triệu, ông ta không thể theo kịp nữa rồi. Thạch Văn Bình rừng dưng tự nhiên cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trước khi anh ta tới Nam Thành đã mang theo một tỷ, để lấy được lá gan này. Bây giờ anh ta bỏ ra 600 triệu, cho dù hơi đắt một tí, nhưng anh ta vẫn chịu đựng được, hơn nữa đây là món đồ cực kỳ xứng đáng. Đợi anh ta mang lá gan này về, chữa khỏi cho vị khách cao quý kia, đừng nói là 600 triệu, mà ngay cả 6 tỷ cũng có thể kiếm lại được. Toàn trường im lặng như tờ. Không ai theo nữa. MC đợi một lát, rồi cầm micro lên hỏi, còn ai ra giá nữa không? Lúc này, Thạch Văn Bình vô tình hữu ý liếc nhìn Giang Sách đang ngồi ở dãy ghế sau, rồi khiêu khích, tên kia chẳng phải lúc nãy anh rất đắc ý à? Sao thế, anh có giỏi thì ra giá xem nào. Trong buổi đấu giá hôm nay, Thạch Văn Bình luôn chèn ép Giang Sách cuối cùng bây giờ cũng tìm được cơ hội để nói lời ác ý, làm sao anh ta có thể bỏ qua chứ? Anh tưởng mình bỏ 200 triệu để mua biển thước thần châm là lợi hại lắm sao? Anh hãy nhìn tôi đây này, bỏ ra 600 triệu để mua một lá gan. Thạch Văn Bình tôi mạnh hơn giang sách anh nhiều. Đối mặt với lời khiêu khích của Thạch Văn Bình, giang sách chỉ hờ hững nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, giang sách bỗng giơ tay lên, dùng giọng nói trầm thấp nói ra con số chấn động lòng người nhất. Tôi ra giá 800 triệu. 800 triệu ư. 800 triệu. Đây là con số vô cùng khiếp sợ, tăng thẳng lên 200 triệu so với mức giá ban đầu, một chiêu đẻ bẹp Thạch Văn Bình xuống bên dưới. Thạch Văn Bình chưa kịp uống trà xong, nghe giang sách nói thế thì suýt sặc đến chết. Tên kia, anh đang làm gì đấy? Giang sách nhún vai nói, anh bảo tôi theo giá thì tôi làm theo lời anh thôi, sao thế, anh chê tôi theo ít quá à? Thạch Văn Bình tức muốn nổ phổi. Bây giờ anh ta không thể nhìn thấu giang sách, không biết giang sách đang đẩy giá lên, hay muốn lấy cho bằng được lá gan này. Nếu anh đẩy giá lên thì Thạch Văn Bình buộc phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới có thể lấy được lá gan này. Nhưng nếu không phải thì Thạch Văn Bình có nên tiếp tục theo anh nữa hay không? Ngẫm lại sai lầm của biển thước thần châm trước đó, rồi nghĩ đến tính quan trọng của lá gan này, Thạch Văn Bình cố nén lửa giận, đập bàn quát: "Mẹ kiếp, cọp không ra uy thì anh tưởng tôi là mèo bệnh à? Để xem ai nhiều tiền hơn ai. Anh cứ tới đi, để xem ai sợ ai." Thạch Văn Bình giơ tay lên nói: "Tôi ra giá 900 triệu." Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, bỏ ra 900 triệu, con số này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời, con số này cũng nằm ngoài dự đoán của Thạch Văn Bình. Nếu không có giam sách đẩy giá lên, có lẽ anh ta đã lấy được với mức giá 600 triệu, chứ không cần phải bỏ thêm 300 triệu nữa. Nhưng mà anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Cho dù là 900 triệu thì anh ta cũng chẳng lấy được. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thạch Văn Bình, Giang sách từ từ giơ cánh tay chết tiệt kia lên, rồi dùng giọng điệu trầm thấp nhưng lại khiến anh ta tổn thương nhất tôi ra giá một tỷ. chương 527, anh cứ khoác lác tiếp đi. Một tỷ là con số khiến tất cả người giàu có có mặt tại đây đều khó mà tưởng tượng được, vì một lá gan mà bỏ ra một tỷ, không thể không nói kẻ có tiền thật tùy hứng. Sắc mặt Thạch Văn Bình càng tái mét hơn. Lần này trước khi anh ta tới Nam Thành, đã mang tổng cộng một tỷ, trước đó còn tốn mấy nghìn vạn để mua một sợi dây truyền giả, có thể nói, sau khi đạt tới cột mốc một tỷ thì Thạch Văn Bình không thể cố gắng thêm nữa. Anh ta xoay chiếc đầu cứng ngắc về phía giang sách nói, tên kia, tôi không biết anh có tiền thật hay không nhưng tôi nói cho anh biết một chuyện, ông đây không bỏ ra nổi một tỷ. Nếu anh muốn đẩy giá lên thì xin lỗi, tôi nghĩ anh đã chọn nhầm phương hướng rồi. Giang sách khẽ cười, hờ hững nói, lúc nãy là ai luôn miệng đòi so bị ai nhiều tiền hơn, rồi ai sợ hơn ai. Sao thế của cả nhà họ thạch các anh không thể đỡ nổi một đòn à? Thạch Văn Bình nổi giận. Về mặt y thuật anh ta không bằng giang sách thì thôi đi, bây giờ ngay cả tiền cũng thua đối phương, khiến lòng tự tôn của anh ta bị sụp đổ hoàn toàn. Trước mặt giang sách, anh ta chẳng thể ngóc đầu lên được nữa. Nhưng anh ta không tin. Te, giang sách, anh bất hả hê ở đây đi. Anh cho rằng một tỷ có thể kết thúc trong một câu nói của anh à. Khoản tiền lớn như thế, sao anh có thể lấy ra được chứ? Anh đừng quên rằng, anh vừa mới bỏ ra 200 triệu để mua biển thước thần châm, bây giờ anh lấy đâu ra nhiều tiền để mua lá gan như vậy? giang sách nhìn thạch văn bình bằng ánh mắt khó hiểu một lát sau anh mới lắc đầu nói câu nói ếch ngồi đáy giếng là nói hạng người như anh đấy một tỷ nhiều lắm à ha ha theo tôi thấy một tỷ chỉ là muối bỏ bể mà thôi khoác lác anh cứ khoác lác tiếp đi thạch văn bình hoàn toàn không tin giang sách có thể lấy ra được nhiều tiền như thế giang sách cũng chẳng muốn phản bác bởi vì mọi lời phản bác bằng miệng đã không còn ý nghĩa gì nữa mà chỉ có lấy tiền ra thật mới có thể chặn họng đối phương. Sau khi MC xác nhận 3 lần thì không còn ai theo giá nữa. Tất nhiên rồi, một tỷ con số khổng lồ như thế, khiến tất cả người giàu có có mặt tại đây đều phải thần phục. MC tuyên bố, vậy thì chúc mừng cậu, cậu lại giành được một lá gan tươi sống, bây giờ mời cậu thanh toán chi phí. Lần này không còn ai mang vẻ mặt cười nhạo nhìn giang sách nữa, mà bọn họ đều nhìn giang sách bằng ánh mắt căng thẳng mong đợi, đã rất lâu rồi chưa có ai một lần bỏ ra nhiều tiền như thế. Mọi người đều muốn xem thử cảnh tượng thanh toán nhiều tiền như thế sẽ như thế nào. Giang sách cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người. Anh vẫn giống như trước, đút thẻ vàng long phượng tử vào trong khe, sau một loạt thao tác, giọng nói quen thuộc lại vang lên, chuyển khoản thành công. Lần thứ hai, chuyển khoản thành công. Khác với lần thử nghiệm đầu tiên, lần này hành động vung tiền như rác của Giang Sách đã khiến người khác thật sự hiểu rõ, anh hoàn toàn là triệu phú. Anh là người có tiền, phải nói là quá có tiền. Một tỷ mà nói lấy là lấy, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực gì. Điều đáng sợ nhất là một người giàu có như vậy, nhưng trên người lại mặc đồ vỉa hè chưa tới 100 tệ, bây giờ người có tiền thật sự chỉ có hai chữ, khiêm tốn. MC sai người đóng gói kỹ lá gan rồi giao cho Giang Sách. Đồng thời, có không ít người giàu có ở trong hội trường lần lượt đi tới, đưa danh thiếp của mình cho Giang Sách để tìm kiếm cơ hội làm quen. Mặc dù bọn họ không biết Giang Sách là ai, càng không biết Giang Sách làm nghề gì, nhưng bọn họ có thể khẳng định, chắc chắn Giang Sách là nhân vật tại to mặt lớn vô cùng ghê gớm. Tất nhiên rồi, một nhân vật nhỏ làm sao có thể hời hợt lấy ra một tỷ như thế. Thấy mấy người đó nịnh bợ lấy lòng Giang Sách, tim Thạch Văn Bình khó chịu như bị dao cứa vào, anh ta vốn định hung hăng sỉ nhục Giang Sách một phen, ai dè lại bị Giang Sách làm cho nhục nhã một trận. Chương 528, giây phút đó sẽ tới nhanh thôi. Lần đầu tiên PK đấu giá bị Giang Sách đùa bớn, khiến anh ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một sợi dây truyền giả. Lần thứ hai PK, vì bản thân phán đoán sai lầm đã để cho Giang Sách mua được biển thước thần châm với mức giá khá rẻ. Rồi lần cuối cùng PK càng thua sạch sẽ hơn của cải mà nhà họ thạch lấy làm tự hào nhất đã bị giang sách dẫm đạp dưới chân, của cải cái quỷ gì chứ? Hoàn toàn không lọt vào mắt giang sách. Ba lần PK là ba lần thất bại, hơn nữa lần sau càng thua thảm hại hơn lần. Trước, chắc chắn hôm nay Thạch Văn Bình là người cô đơn nhất, điều duy nhất khiến anh ta cảm thấy vui mừng là một tỷ mà anh ta mang tới chỉ mới tốn có mấy nghìn vạn, còn phần lớn vẫn đang nằm trong tay anh ta. Anh ta không hề tiêu xài lãng phí, coi như đây là điều may mắn trong nỗi bất hạnh. Đúng lúc này, Thạch Văn Bình nháy mắt ra hiệu cho Zerlis, nếu PK không lại giang sách thì anh ta không thể không áp dụng chút thủ đoạn nham hiểm. Cứ dựa vào hẹn ước trước đó mà hành động. Zerlis cũng một bụng lửa giận, sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Thạch Văn Bình thì ngầm hiểu ngay. Cô ta đứng dậy nói với Tân Uẩn, cô Tân Uẩn, cái đó, tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể ra ngoài một chuyến với tôi được không? Tân Uẩn cau mày cô ấy không thích the list này cho lắm nhưng người ta đã chủ động mở miệng nếu cô ấy từ chối thì không được lịch sự cho lắm nhưng giang sách lại chủ động nói cô cứ đi cùng cô ta đi con gái các cô cứ đi trò chuyện ăn chút gì đó với nhau đi đừng dính dáng đến chuyện đàn ông chúng tôi câu nói này nghe có vẻ kỳ kỳ nhưng tân uẩn đã sớm bị giang sách thuyết phục rồi nên giang sách nói gì cô ấy cũng tình nguyện nghe theo vâng tân uẩn đứng dậy cùng Zerlis rời khỏi hội trường đấu giá. Nhìn bóng lưng rời đi của Tân Uẩn, Thạch Văn Bình liền cười trộm, anh ta tin rằng mình sẽ nhanh chóng được nhìn thấy ánh mắt mê ly và dáng người tiêu ngạo của Tân Uẩn. Anh ta cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn Giang Sách. Nếu không có thần trợ công Giang Sách, e rằng anh ta muốn đưa Tân Uẩn đi sẽ hơi khó khăn. Quả thật tên Giang Sách này rất giàu có, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Thạch Văn Bình nói với vẻ sâu xa, "Giang Sách à, phụ nữ xinh đẹp như Tân Uẩn đi trên đường sẽ không an toàn, anh phải cẩn thận kẻo cô ấy bị người khác nhìn chằm chằm đấy. Giang sách đáp lại, Zerlis cũng là người xinh đẹp, nên anh cũng phải đề phòng y như vậy nhé. Hừ hừ, Thạch Văn Bình quay đầu đi, rồi lén rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người được sắp xếp vào trong cây TV, bắt đầu hành động. Gửi tin nhắn xong, anh ta lén cất điện thoại, khóe miệng nở nụ cười gian ác, xảo trá. Trong lòng Thạch Văn Bình thầm cười trộm, Giang Sách à, hôm nay anh đã khiến tôi mất mặt, nên tôi phải trả lại gấp trăm lần. Tôi sẽ phát tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ anh yêu ở trước mặt mọi người, để anh mãi mãi gánh cái tên bị nguyền rủa đồ bị cắm sừng ngàn năm. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình lớn đang tắt trên sân khấu kia, rồi chờ đợi giây phút được bật lên. Lúc màn hình lớn được bật lên cũng chính là lúc Giang Sách toi đời. Giây phút đó sẽ tới nhanh thôi. Bên này, sau khi Zerlis và Tân Uẩn đi vệ sinh xong thì cô ta chủ động mời Tân Uẩn đi uống chút gì đó, Tân Uẩn cực kỳ miễn cưỡng bị dẫn qua đó. Zerlis gọi rượu và đồ ăn ở quầy lễ Tân Cây TV, sau đó dẫn Tân Uẩn đi vào phòng bao chờ đợi. Một lúc sau, rượu và đồ ăn đều được mang tới. Lúc Zerlis khui đồ uống, nhân lúc Tân Uẩn không chú ý, cô ta đã lén bỏ thuốc. Mà Thạch Văn Bình đưa cho cô ta vào trong đồ uống của Tân Uẩn đây là loại thuốc không màu không vị, nên khó mà phát hiện ra. Cô ta đưa đồ uống và thức ăn cho Tân Uẩn, nào, cô Tân, chúng ta uống chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi. Tân Uẩn chẳng hề đề phòng, mà vươn tay nhận lấy, rồi ngửa đầu định uống. chương 529, xem ra cô thật sự rất muốn uống ly nước này. Sơ nham hiểm nhìn Tân Uẩn, đợi cô ấy uống vào, chỉ cần cô ấy uống vào thì lát nữa sẽ ham muốn đến chết rồi có một đám đàn ông đói khát tới giúp cô ấy giải quyết khó khăn tân uẩn mơ màng chẳng biết gì ngơ ngác cầm ly nước lên định uống nhất thời có một bàn tay vươn tới mạnh mẽ giật lấy ly nước trong tay tân uẩn hả hai người phụ nữ ở trong phòng đều sửng sốt bọn họ đều nhìn người ở trước mặt này rồi phát hiện ra đây là một người đàn ông có vóc dáng cường tráng mày kiếm mắt tinh trên người tràn đầy hơi thở sắc sơ tiêu điều người đàn ông này xuất hiện từ khi nào thế bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, kết quả đối phương lại âm thầm đi tới bên cạnh giống như ma quỷ, rất khủng bố, đáng sợ. Anh là ai? Sơ bất mãn hỏi. Sư tử trong 12 cung hoàng đạo. Là sao? Sơ hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì, bởi vì cô ta đâu biết đến sự lợi hại của 12 cung hoàng đạo. Trong 12 cung, sư tử là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Anh ta không có kỹ năng ám sát giống như bọ gặp, cũng không có năng lực mai phục bắn giết như xạ thủ, càng không có kỹ năng chiến đấu không thể sánh kịp của Song Tử và Sử Nữ, thậm chí cũng không cực kỳ mạnh mẽ như Kim Ngưu. So với người khác mà nói thì anh ta chỉ có một ưu thế, đó chính là nhanh. Đây cũng là ưu thế duy nhất của anh ta. Anh ta đến và đi trong âm thầm, nói xuất hiện là xuất hiện bất cứ lúc nào, mặc kệ là tốc độ di chuyển hay tốc độ công kích cũng nhanh đến mức khiến người khác khó mà tưởng tượng. Cho dù là Giang Sách cũng không thể sánh kịp Sư Tử về mặt tốc độ. Anh ta nhanh đến mức vô địch, không ai có thể phá vỡ trong võ công thiên hạ. Lần này Giang Sách dẫn Sư Tử tới là để lợi dụng tốc độ của anh ta giải quyết rất nhiều vấn đề mà người bình thường không tiện giải quyết. Squad, tôi mặc kệ anh là Sư Tử hay con giận. Nói tóm lại, đây là phòng bao của tôi. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Còn nữa, anh mau đặt đồ uống của chúng tôi xuống. Ly nước đó vô cùng quan trọng. Mưu kế của bọn họ có thành công hay không đều phải dựa vào nó, bây giờ nó đang bị sư tử cầm trong tay nên trong lòng Zelis rất căng thẳng. Sư tử nhìn Zelis thì hờ hững hỏi, sao thế, trông cô có vẻ cực kỳ để tâm đến ly nước này. Cô muốn uống nó đến thế cơ à? Zelis hơi hoảng loạn, "Tôi tôi tôi, tôi không muốn uống, mà tôi chỉ không thích hành động xông vào cướp đồ người khác của anh thôi." Anh có cút không hả? Nếu anh còn không cút thì tôi sẽ kêu người vào đấy sư tử khẽ cười. Xem ra cô thật sự rất muốn uống ly nước này. Thôi được rồi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cho cô. chương 530, anh biết hết ư. Chỉ trong nháy mắt, sư tử đã đi tới bên cạnh Zerlis. Zerlis còn chưa kịp phản ứng lại thì sư tử đã đổ ly nước vào miệng Zerlis. Tay anh ta nâng cầm Zerlis lên, để cô ta ngẩng đầu lên, rồi đổ đồ uống vào miệng cô ta. Đồ uống cứ thế đổ xuống cổ họng. Sắc mặt Zerlis xám xịt xong rồi. Bây giờ Tân Uẩn vẫn đang ở trong trạng thái mơ màng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chuyện 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 này là sao? Cô ấy chỉ tay về phía sư tử hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Sư tử buông tay ra, khẽ nói, bây giờ cô mau rời khỏi nơi này, trở về bên cạnh giang sách ngay tức khắc. Sứt lời, anh ta biến mất dạng như một cơn gió. Tân Uẩn đang định chạy ra ngoài đuổi theo, Ai dè vừa quay đầu lại thì phát hiện Zerlis đã uống nước bỗng mặt đỏ tía tai, cả người ngồi tê liệt trên sofa, cười bị ổi. Cô ta vừa cười vừa nói, nóng quá, nóng quá, đồng thời còn vươn tay cởi đồ. Tân Uẩn là bác sĩ, nên vừa nhìn thấy bộ dạng này đã hiểu rõ chuyện này là sao. Cô ấy nhìn ly rượu còn sót lại kia, rồi nhanh chóng phản ứng lại, lúc nãy Zerlis ra sức khuyên nhủ mình uống là vì muốn bỏ thuốc mình. Ban nãy sư tử đã ra tay cứu mình. Cô ấy nghĩ mà sợ, nếu không có sư tử kịp thời xuất hiện, e rằng bây giờ cô ấy sẽ giống như Zerlis. Đúng rồi, sư tử bảo mình mau rời khỏi đây. Rồi quay về, bên cạnh giang sách. Tân Uẩn không dám chạm chế, vội cầm điện thoại lên rời khỏi nơi này ngay. Cô ấy chạy một mạch tới hội trường đấu giá, mà lúc này buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Cô ấy chạy tới chỗ ngồi bên cạnh giang sách, rồi thở hồng hộc nói, giang sách, tôi, Giang Sách xua tay nói, cô không cần phải nói gì cả, tôi biết hết rồi. Anh biết hết ư? Ừ. Sư tử là do tôi sắp xếp qua đó. Tân Uẩn hoàn toàn sửng sốt, cô ấy thật sự không ngờ Giang Sách lại lợi hại đến thế, mọi thứ đều trong sự tính toán của anh. Mà lúc này, Thạch Phan Bình vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch hoàn hảo của mình. Anh ta đang tưởng tượng đến dáng vẻ la hét kịch liệt của Tân Uẩn ở trên màn hình lớn vào lát nữa, nên hoàn toàn không nhận ra rằng Tân Uẩn đã quay lại chỗ ngồi ở phía sau rồi. Lúc MC đứng trên sân khấu chuẩn bị tuyên bố kết thúc thì màn hình lớn bỗng được bật lên. Mọi người đều liếc nhìn nhau. Đây là tiết mục đặc biệt do Thủy Vân Thiên sắp xếp à. Ai cũng tò mò nhìn qua đó. Audio điện tử võ tấn bền. chương 531, cuối cùng thiện ác đều có báo ứng. Không nhìn thì không biết, một khi đã nhìn thấy rồi thì ai cũng giật mình. Mọi người chỉ thấy trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh trong phòng bao cây TV mấy người đàn ông đang làm chuyện không thể miêu tả với một người phụ nữ toàn bộ hội trường đấu giá đều là tiếng la hét của người phụ nữ ánh mắt người phụ nữ đó rời rạc vừa nhìn là biết đã bị bỏ thuốc thạch văn bình vẫn chưa nhận ra đó là người phụ nữ của mình mà anh ta quay đầu nhìn về phía giang sách ngay anh ta rất muốn biết lúc giang sách nhìn thấy cảnh tượng trước mặt sẽ có vẻ mặt gì ai dè giang sách lại bình tĩnh nhìn thạch văn bình hoàn toàn không bị lay động chuyện xác thạch văn bình sửng sốt nói giang sách anh đừng quá đau lòng mà phải bình tĩnh tôi đã sớm nói rồi người phụ nữ như tân uẩn quá xinh đẹp rất dễ anh ta còn chưa kịp nói hết thì chợt phát hiện ra không ngờ tân uẩn lại đang ngồi ngay bên cạnh giang sách tân uẩn tại tại sao cô lại quay về khoan đã cô quay về rồi ư vậy người phụ nữ trên màn hình lớn là ai thạch văn bình giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn bây giờ anh ta mới phát hiện ra người đang bị mấy thuộc hạ của mình đùa bỡn lại chính là người phụ nữ của mình zelis tim anh ta nhất thời vụn vỡ ya yeah, zelis tại sao tại sao chuyện này không thể nào đám xúc sinh mấy người mau ngừng tay lại thạch văn bình mặt mày tái mét gấp gáp đứng dậy xông ra ngoài quát đến mức khàn cả họng nhưng có tác dụng gì đâu chứ bây giờ đã muộn rồi zelis xa à. nhìn bóng lưng của thạch văn bình mọi người đều mơ hồ cảm nhận được trên đầu anh ta đã mọc một chiếc sừng dài trong đại sảnh tiếng hét chói tai vẫn tiếp tục vang lên mấy tên nhà giàu kia cũng không nóng lòng rời đi mà ai cũng ngồi xuống từ từ thưởng thức trò hay trong nhân gian này tân uẩn nhìn đến mức mặt đỏ tía tai nên kéo cánh tay giang sách nói chúng ta đi được chưa thế ở đây không được thoải mái cho lắm nên tôi không muốn ở lại đây nữa được vậy chúng ta đi giang sách đứng dậy cầm theo vật phẩm thắng lợi của mình rồi cùng Tân Uẩn và Tân Tử Dân rời khỏi hội trường đấu giá. Cuối cùng thiện ác đều có báo ứng. Tính tới tính lui lại tính chính mình. chương 532, con mồi đã cắn câu rồi. Mấy người giang sách thắng lợi trở về, chuyến đi tới cây tivi tụ tinh lần này, bọn họ đã thu hoạch bội thu. Tất nhiên, điều khiến mọi người cảm thấy hưng phấn nhất vẫn là Thạch Văn Bình tự bẫy chính mình. Mặc dù ngoài miệng Tân Uẩn không nói ra, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa rồi. Từ trước đến nay cô ấy luôn bị Thạch Văn Bình bắt nạt, hôm nay càng bị Thạch Văn Bình dọa sợ, bây giờ thì tốt rồi, coi như cô ấy đã nhìn thấy đối phương bị trừng phạt rồi. Ác giả ác báo, câu nói này chẳng hề sai. Ba người đi ra bên ngoài, rời khỏi cây tivi. Tân tử dân cười ha hả nói, hôm nay thật sự quá đã, đầu tiên là khiến Thạch Văn Bình bỏ ra một khoản tiền công cốc để mua hàng giả, rồi lấy được biển thước thần châm mà chúng ta mong muốn, cuối cùng còn thu hoạch bất ngờ một lá gan. Trước khi rời đi, càng nhận được một món quà lớn, để cho chúng ta nhìn thấy trò hay của Zerlis. Ha ha ha, đã, đã quá đi mất. Coi như lần này tên khốn Thạch Văn Bình đã gánh cái tên bị nguyền rủa đồ bị cắm sừng nghìn năm, lần này nhà họ Thạch bọn họ đã mất hết mặt mũi rồi. Bọn họ vừa đi vừa nói, lúc ra tới bên ngoài thì sắc trời đã ảm đạm. Lúc chuẩn bị lên xe, chỉ thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi tới. Anh ta đeo kính, mặc đồ vest, dáng vẻ nhân sĩ thượng lưu, tóc càng vuốt keo bóng loáng, rất có cảm giác tiểu sinh nhu mì trong các ngôi sao truyền hình hiện nay. người đàn ông đi tới trước mặt giang sách, rồi chủ động vươn tay ra nói: chào anh, tôi tên là diệu hàng, là cố vấn pháp lý. lúc này trong buổi đấu giá nhìn thấy anh vung tiền như rác, thật sự rất khâm phục, nên muốn kết giao làm quen với anh, không biết tôi có mạo muội hay không. mặc dù giọng điệu của diệu hàng hiền lành, nhưng giang sách đã ở trên chiến trường trong thời gian dài nên vừa liếc mắt đã nhìn ra điều khác thường của anh ta. Ánh mắt người đàn ông này mập mờ, trên người tỏa ra hơi thở u ám xảo quyệt, chỉ có người. Trong tình huống nham hiểm lừa bịp, quanh năm đấm đá lẫn nhau mới hình thành hơi thở đó. Người như vậy cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa lúc Siêu Hàng nói chuyện, mấy tên nhà giàu ở xung quanh đều vô tình hữu ý liếc nhìn anh ta, giang sách có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc như sợ hãi, thương tiếc, chế giễu và cười trên nỗi đau của người khác trong mắt bọn họ. Mặc dù đủ loại cảm xúc khác nhau, nhưng một chuyện có thể biểu đạt đủ loại cảm xúc như vậy thì có nghĩa là bọn họ cảm thấy mấy người Giang Sách đang gặp rắc rối. Chỉ khi nào một người gặp rắc rối thì người khác mới biểu hiện ra mấy vẻ mặt này. Mà rắc rối xuất phát từ đầu chứ? Chỉ có thể là từ Diêu Hàng người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây. Mấy phán đoán này gần như hoàn thành trong tích tắc, Giang Sách vô cùng bình tĩnh giơ tay ra bắt tay với Diêu Hàng, "Chào anh, tôi tên là Giang Sách, nghề nghiệp là bác sĩ." Bác sĩ ư, Diệu Hàng hơi bất ngờ nói, mặc dù thu nhập của bác sĩ cũng không thấp, nhưng có thể một lần lấy ra một tỷ thì cực kỳ hiếm. Giang sách xua tay nói, chỉ là tổ tiên xa xỉ mà thôi. Bác sĩ Giang khách sáo rồi. Diệu Hàng bỗng chủ động nói, gặp nhau là duyên số, bác sĩ Giang, không bằng để tôi làm chủ, mời các vị đi ăn một bữa được không? Tới rồi, vấn đề tới rồi. Nếu bọn họ đi tham dự bữa tiệc của anh ta, không biết sẽ gặp phải rắc rối gì, nếu chỉ có một. Mình giang sách thì còn dễ nói, nhưng bây giờ bên cạnh anh còn có tân uẩn và tân tử dân, nên anh không được phép có bất kỳ sai lầm gì. Dưới tiền đề không hiểu rõ nội tình của đối phương thì anh không được manh động. Nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì chẳng khác nào đánh mất cơ hội tìm hiểu đối phương. Sau một hồi cân nhắc, Giang sách nói, nhưng chúng tôi có chuyện gấp phải quay về ngay. Nếu anh thật sự muốn đi ăn, không bằng tìm một nhà hàng ở gần nơi chúng tôi sinh sống đi khóe miệng diệu hàng khẽ cong lên. Con mồi đã cắn câu rồi. Được thôi, anh ta chỉ về phía chiếc xe đậu ở gần đó, xe của tôi đang ở bên đó, ba người cứ đi trước đi, rồi tôi sẽ chạy theo ba người. Được, mấy người giang sách ngồi lên xe, sau đó lái xe rời đi, diệu hàng cũng từ tốn đi theo sau. Đợi bọn họ rời đi rồi, còn có hai chiếc xe van khác cũng chạy theo. chương 533, ha ha, tôi chính là bẫy anh đấy có tên nhà giàu hiểu rõ nội tình chứng kiến cảnh tượng này thì lắc đầu nói, chật chật, bị thợ săn nhà giàu nhìn chằm chằm rồi, thanh niên tên là Giang Sách kia sắp mất mạng rồi. Bên cạnh cũng là một tên nhà giàu hay ra vào nơi này khó hiểu hỏi là sao? Thợ săn nhà giàu là có ý gì? Ông không biết đấy thôi, thanh niên mặc đồ vest ban nãy tên là Diêu Hàng, là thợ săn nhà giàu nổi tiếng ở Nam Thành. Về cơ bản mỗi lần đầu giá cậu ta đều sẽ có mặt, nhưng mục tiêu của cậu ta không phải là vật phẩm đấu giá, mà là mấy tên nhà giàu. Là sao? Chính là cậu ta sẽ chọn mấy tên nhà giàu nhiều tiền lại có sức phòng ngự thấp để làm mục tiêu xuống tay. Sau khi đối phương rời khỏi phạm vi thể lực của Thủy Vân Thiên sẽ xuống tay, nhẹ thì cướp tiền tài và vật phẩm đấu giá của bọn họ, nặng thì thậm chí còn giết cả người. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Có chuyện như vậy ư? Tôi lừa ông làm gì? Cậu ta nổi tiếng xấu khắp Nam Thành. Ở buổi đấu giá, Giang sách ra tay hào phóng, bên cạnh còn dẫn theo một phụ nữ và một ông lão, chứ chẳng hề có vệ sĩ, quả thật là mục tiêu xuống tay lý tưởng nhất. Hai, do đó đôi lúc làm người phải khiêm tốn một chút, bằng không bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu của thợ săn. Đoạn đối thoại của bọn họ cũng truyền đến tai người khác. Ai cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của Giang sách, tất nhiên cũng có không ít người xem náo nhiệt không ngại làm to chuyện, cười trên nỗi đau của người khác cho đến bây giờ, chỉ cần bị thợ săn nhà giàu nhìn chằm chằm thì chẳng có ai có thể thoát khỏi. Mất hết tiền bạc của cải đã là kết cục tốt đẹp nhất. Có thể giữ lại mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhưng tôi đoán giang sách sắp toi đời rồi, không biết người phụ nữ bên cạnh cậu ta là vợ hay bạn gái, trông xinh đẹp như vậy, hay chắc chắn là bị rượu hàng nhìn chằm chằm rồi. N. Siêu hàng càng xuống tay tàn nhẫn với phụ nữ, hơn nữa còn cực kỳ biến thái, thích chơi trước mặt chồng người ta, cực kỳ vô liêm sỉ. Nói vậy là giang sách và người phụ nữ bên cạnh cậu ta đều không sống được bao lâu nữa. Tất nhiên lời bàn tán của mọi người đều không truyền đến tai giang sách. Bây giờ giang sách chẳng hề hay biết gì cả, mà dẫn rượu hàng tới gần khách sạn mà bọn họ đang ở. Sau khi quay về khách sạn cất kỹ vật phẩm đấu giá thì bọn họ đi xuống lầu, rồi cùng Diêu Hàng đi tới nhà hàng ở gần đó để dùng bữa tiện thể làm quen kết giao một người bạn trong lòng rượu hàng cười khẩy quả nhiên lần này đã chọn đúng mục tiêu nam thì có tiền nhưng không có đầu óc nữ thì ngây thơ rất xinh đẹp còn có một ông lão kéo chân sau đúng là đối tượng xuống tay lý tưởng nhất anh ta đã ảo tưởng đến giây phút vui vẻ khi cướp được tiền nhóm người nhàn nhã bước đi chẳng mấy chốc đã đi tới trước của một nhà hàng giang sách định nhấc chân đi vào trong tân uẩn nhất thời sửng sốt rồi kéo giang sách lại khẽ hỏi sao anh lại chọn nhà hàng này Giang sách khẽ cười đáp, phục vụ của nhà hàng này tốt như thế, nên ăn thêm mấy lần nữa cũng chẳng có gì quá đáng đúng không? Anh phớt lờ hành động ngăn cản của Tân Uẩn, rồi cố chấp đi vào nhà hàng, Tân Uẩn đành phải bất chấp đi theo anh. Tân Uẩn rất không tình nguyện dùng bữa ở nhà hàng này. Bởi vì nhà hàng này chính là nhà hàng đã bẫy cô ấy lúc trước, bản một con tôm với giá 178 tệ. Cô ấy không hiểu tại sao Giang sách lại muốn dẫn bạn mới quen biết tới nhà hàng xấu xa này để dùng bữa, Chẳng khác nào anh đang cố ý bẫy người bạn mới này. Trên thực tế, quả thật Giang Sách đang định làm vậy. Bạn mới ư? Ha ha, tôi chính là bẫy anh đấy. Chương 534, làm vậy có ổn không? Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới, còn chưa kịp nói gì, mà chỉ nhìn thấy gương mặt của Giang Sách đã sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, ngay cả thực đơn trong tay cũng rơi xuống sàn siêu hàng bất mãn nói tại sao nhân viên phục vụ ở đây lại lóng ngóng tay chân như vậy giang sách xua tay ra hiệu người đó đừng căng thẳng anh còn đích thân cúi người nhặt thực đơn lên rồi nói với nhân viên phục vụ món ăn của nhà hàng các cậu vẫn như cũ chứ như cũ ư như cũ gì chứ nhân viên phục vụ hoàn toàn mơ màng giang sách định làm gì thế siết một lần vẫn chưa đủ nên lần này vẫn muốn đánh tiếp à anh ta lắp bắp nói món ăn của nhà hàng chúng tôi đã ghi rõ giá cả không hề dối trên lừa dưới bảo đảm sẽ không nhân viên phục vụ nghĩ bọn họ đã hoàn toàn sửa đổi sai lầm lúc trước rồi chắc chắn sẽ không bẫy giang sách lần nữa nhưng hình như giang sách không hề hài lòng mà nói một câu hay nghĩa tôi thích phong cách trước sau như một của các cậu lần này tôi mới kết giao người bạn mới nếu cậu dám làm việc không theo thái độ phục vụ ban đầu thì tôi sẽ cho cậu đẹp mặt người bạn mới ư Thái độ phục vụ ban đầu sao? Nhân viên phục vụ nhất thời vỡ lẽ chuyện gì đang diễn ra, anh ta đã lăn lộn trên giang hồ, nhiều năm như vậy, nên hiểu khá rõ mấy chuyện này. Thật ra anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao giang sách lại tới nhà hàng của bọn họ dùng bữa lần nữa, nhưng bây giờ thì anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Hóa ra là muốn kết giao bạn mới. Sau khi biết được mọi chuyện, nỗi nghi ngờ trong lòng nhân viên phục vụ đã được giải trừ, cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Anh ta bình tĩnh nói, anh cứ yên tâm, nhà hàng chúng tôi luôn phục vụ trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi, bảo đảm sẽ khiến anh hài lòng. Ừm, vậy còn tạm được. Giang sách mở thực đơn ra nói, chúng ta nên gọi món gì đây? Siêu hàng cười ha hả vỗ ngực nói, anh Giang cứ tùy ý mà gọi, lần này tôi sẽ mời. Hả, làm vậy có ổn không? Có gì đâu mà không ổn chứ, tôi là người bản địa, lẽ ra phải làm chủ có thể quen biết nhân vật lớn như anh Giang là niềm vinh hạnh của tôi, sao tôi có thể để cho anh Giang mời khách chứ? Ừm, vậy thì tôi từ chối sẽ bất kính rồi. Giang sách liếc nhìn thực đơn rồi tùy ý gọi ba món, vậy thì tôi gọi rau hẹ xào giá đỗ, rượu gạo bánh trôi và cần tây xào ốc. Siêu hàng cau mày. Rõ ràng là tên nhà giàu với giá trị bản thân lên đến mấy tỷ, tại sao lại ăn mấy món dân dã như vậy? Ngẫm lại, có lẽ người ta đã khiêm tốn quen rồi dù sao cũng không phải nhà giàu nào cũng thích ăn thịt cá, từ cách ăn mặc của Giang Sách có thể nhìn ra, có lẽ anh là người đã quen khiêm tốn. Giang Sách đẩy thực đơn cho Tân Uẩn và Tân Tử Dân, hôm nay anh Diêu mời khách, nên hai người không cần phải khách sáo, cứ gọi mấy món mà hai người thích ăn đi. Tân Uẩn xấu hổ nói, ừm, um, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sau một hồi xác nhận, bọn họ lại gọi thêm mấy món. Sau đó là đến thời điểm cụm chén cạn ly, trò chuyện vui vẻ không thể không nói quả thật siêu hàng rất có tài ăn nói cho dù mới quen biết giang sách nhưng anh ta có thể nói chuyện đĩnh đạc nói trên trời dưới đất chuyện gì cũng có thể nói dăm ba câu như thể anh ta là một người tốt bụng cực kỳ nhiệt tình giang sách cũng luôn nở nụ cười chẳng hề có chỗ nào bất ổn trong suốt quá trình dùng bữa đều khá vui vẻ cuối cùng sau khi ăn uống no say xong thì đã đến lúc thanh toán phục vụ tính tiền siêu hàng bình tĩnh nói Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới, trước lúc tính tiền còn liếc nhìn giang sách, sau khi nhận được cái gật đầu của giang sách, anh ta mới yên tâm lấy can đảm để tính tiền. Anh ta bấm máy tính rất nhanh. chương 535, yêu đãi cái con khỉ. Sau một hồi tính toán, nhân viên phục vụ liền hỏi, ai trong các vị là người thanh toán ạ? Siêu hàng mở điện thoại ra nói, là tôi thanh toán. Nhân viên phục vụ gật đầu, dùng giọng điệu cực kỳ tôn kính, nói ra một câu khiến Diêu Hàng suýt rất cầm xuống đất, bữa ăn lần này tổng cộng là 233 vạn, xin hỏi anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ? À? Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Tay Diêu Hàng cứng đờ, vô cùng khó khăn quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Cậu đang nói đùa gì thế? 233 vạn ư? Ừ. Chúng tôi đâu có ăn nhiều như thế. Sau hẹ của nhà hàng các cậu được làm bằng vàng, còn giá đỗ được nạm bằng hạt kim cương à? Cho dù là vàng và kim cương cũng không đắt như thế. Cậu đang bẫy ai đó. Theo Diêu Hàng thấy, bữa cơm này cùng lắm cũng vượt qua 200 tệ, món đắt nhất trên bàn này cũng chỉ là dĩa vịt nước sốt 36 tệ kia. Còn dĩa rau hẹ xào giá đỗ chỉ có 18 tệ, còn cần tây xào ốc cũng chỉ có 22 tệ. Tổng cộng tất cả các món cũng không thể nào vượt qua 200 tệ. Ai rẻ nhân viên phục vụ lại bảo anh ta thanh toán 233 vạn hôm nay là ngày cá tháng tư trước thời hạn à? Anh ta đang nói đùa gì thế? Tân Uẩn cũng nhíu chặt mày. Tại sao nhà hàng này vẫn không chịu ghi nhớ? Lần trước sau khi bị đánh mà bây giờ vẫn tiếp tục bẫy người khác như thế. Hơn nữa lần này còn bẫy quá đáng hơn. Cô ấy đang định lên tiếng nói đôi lời, ai rè giang sách lại dành trước một bước. Hơn nữa, câu nói của giang sách còn khiến Tân Uẩn mơ màng chẳng hiểu gì. Anh cười nói với Diêu Hàng, anh Diêu, anh đừng ngạc nhiên như thế, nhà hàng bọn họ là thế đó. Gì mà là thế đó? Siêu hàng ngơ ngác nói, anh Giang, anh đừng nói đùa với tôi nữa, làm sao mà bữa ăn này có thể hơn 200 vạn cơ chứ? Giang sách nhún vai, vung tay nói, anh đọc thực đơn của nhà hàng bọn họ đi, ví dụ như bát cơm này 5 tệ một phần. Siêu hàng gật đầu nói, vậy thì sao chứ? Bốn người chúng ta ăn bốn phần, tổng cộng cũng chỉ có 20 tệ mà thôi nhân viên phục vụ mỉm cười. Anh ta ho một tiếng rồi nói, anh này, anh đã tính nhầm rồi. Tôi tính nhầm chỗ nào? Anh là ăn bốn bát cơm chứ không phải là bốn phần cơm. Siêu hàng sửng sốt, chuyện này có gì khác nhau sao? Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói, tất nhiên là có rồi, cơm của nhà hàng chúng tôi là tính một hạt một phần, các anh đã ăn bốn bát, anh có biết bên trong có bao nhiêu hạt không? Siêu hàng suýt hộp máu. Một hạt cơm tính một phần. Đây là cơm ư, nó là hạt vàng thì đúng hơn. Nhân viên phục vụ nói tiếp, còn rau hẹ xào giá đỗ thì một sợi tính một phần, cần tây xào ốc thì một con tính một phần, rượu gạo bánh trôi thì một hạt tính một phần. Còn món đắt tiền nhất chính là dĩa vịt nước sốt mà cô này đã gọi. Muối tinh phẩm quý giá nhất thế giới của nhà hàng chúng tôi là một hạt tính một phần, mà một phần là 36 tệ. Do đó, theo cách tính tỉ mỉ của tôi thì tổng cộng là 233 vạn, đây chính là mức giá đã bỏ đi bớt số lẻ rồi ạ. À. Thế nào, có phải nhà hàng chúng tôi rất có tình người, rất có yêu đãi với khách hàng đúng không ạ? Yêu đãi cái con khỉ. Siêu hàng suýt bật dậy đánh người, cả thế giới cũng chưa tìm thấy nhà hàng nào tính toán như vậy. Đây không phải là lừa tiền, mà nói đúng hơn là đang giật tiền. Siêu hàng siết chặt nắm đấm, bây giờ các anh em của anh ta đang mai phục ở gần đây, chỉ cần anh ta ra lệnh thì có thể xông vào nhà hàng này cướp bóc bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta không thể làm thế nếu anh ta gọi người tới đây sớm sẽ rút dây động rừng, đến lúc đó sẽ không thể nào moi tiền từ trên người giang sách. Do đó anh ta cần phải nhẫn nhịn. Nhưng bữa cơm này thì anh ta phải nhịn thế nào? Một bữa mà mất 233 vạn, nhịn cái con khỉ nhà cậu đấy. Tim diêu hàng đang dỉ máu, anh ta có nên thanh toán số tiền này hay không? Audio điện tử võ tấn bền. chương 536, câu này chỉ là một lời khách sáo. Giang sách nhấp một ngụm rượu, Hít mắt cười với Diêu Hàng, cố ý nói tôi thật sự rất thích cách phục vụ của bọn họ, rất khác biệt. Mỗi lần tới đây ăn cơm, tôi đều cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ đây chính là điểm đặc sắc của Nam Thành nhỉ. Diêu Hàng nghe xong càng không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người xem chuyện này là điểm đặc sắc. Đúng là rất đặc sắc, đâu chỉ mình Nam Thành mới có, cả nước, thậm chí trên toàn thế giới, chỗ nào chả có. Mẹ kiếp, thật sự tính tiền từng hạt một hả ha ha đúng là thế giới to lớn không gì là không thể hôm nay thật sự được mở mang kiến thức rồi siêu hàng thầm khinh bỉ giang sách một trận nghĩ rằng chẳng lẽ đầu óc anh bị hư à hay là những kẻ có tiền như anh đều thích phung phí của trời như vậy lúc bấy giờ giang sách hỏi anh diêu nhìn bộ dạng anh hình như còn đắn đo lắm bằng không thì thôi bỏ đi bữa cơm này cứ để tôi trả không 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 sao lại thế được đương nhiên là không được nếu để giang sách trả tiền vậy cơ hội làm bạn bè xem như tan biến quan hệ với giang sách cũng bị chặt đứt hoàn toàn làm sao còn tìm được cơ hội ra tay vì để tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa mình và giang sách anh ta không còn cách nào chỉ có thể phùng má giả làm người mập anh ta hung tợn chừng phục vụ tâm không cam tình không nguyện lôi thẻ ngân hàng ra ca thẻ vâng sẵn sàng vì ngài phục vụ tay của tên phục vụ cũng rất nhanh lập tức nhận lấy thẻ cà vào máy, sau đó nói, xin ấn mật khẩu. Tay diêu hàng run run nhập mật khẩu, trong đầu thì chửi mắng hết lời. Còn giang sách lúc này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ung dung uống rượu, như thể hết thảy mọi thứ chẳng can hệ gì tới anh. Tân Uẩn đứng bên cạnh nhìn mà chẳng hiểu gì, theo lý mà nói, nếu kết giao bạn mới, không phải nên đối xử tốt với người ta hay sao? Tại sao giang sách lại cố tình hãm hại đối phương? Giang sách là đang khảo nghiệm đối phương ư? Trong lòng Tân Uẩn có vô số câu hỏi, một người đơn thuần, hiền lành như cô ấy căn bản không thể nhìn ra sự dối trá, tàn ác của Diêu Hàng, thậm chí còn ngây thơ tưởng rằng Diêu Hàng thật sự là người tốt, rất nhiệt tình, rất hiếu khách. Sau khi trả tiền xong, Diêu Hàng ép mình nở nụ cười tươi. Giang sách xấu xa nói, bữa cơm này thật không rẻ, anh Diêu, làm phiền anh phải chảy nhiều máu rồi. Diêu Hàng phủi tay, nhiều đây còn chưa tính là gì, có thể làm quen với nhân vật lớn như anh Giang đây, chảy chút máu thì có sao đâu. Mai mốt nếu anh Giang còn cần tới sự giúp đỡ của tôi, cứ việc mở miệng, tôi tuyệt đối không chối từ. Anh muốn mua gì, tôi đều trả cho anh. Câu này chỉ là một lời khách sáo. Trên thực tế, người bình thường cũng sẽ nghĩ như vậy, không ai xem nó trở thành lời thật lòng cả. Nhưng lúng túng làm sao, Giang sách lại tưởng thật. Anh đặt ly rượu xuống, gật đầu, nếu anh Diêu đã hào phóng như vậy, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Vừa lúc tôi có mấy món đồ muốn mua, đi, chúng ta đi mua sắm thôi nào. Hả? Siêu Hàng há hốc miệng, không nói nên lời, tên Giang Sách này đúng là không biết khách khí chút nào. Nhưng lời đã thoát ra, muốn đổi ý cũng chẳng còn kịp, Siêu Hàng chỉ đành đâm lao theo lao với Giang Sách. Bọn họ bước ra khỏi nhà hàng, đi bộ qua mấy con đường, tới một khu chợ đêm tương đối phồn hoa, náo nhiệt. Khu chợ đêm này chuyên bán đặc sản địa phương cũng có số lượng lớn, đồ cổ, đương nhiên, toàn bộ đều là hàng giả. Đoàn người giang sách vừa đi vừa nhìn. Bước chân vào một cửa hàng đồ gốm, giang sách thuận tay cầm một ly sứ màu sắc sặc sỡ lên, hỏi ông chủ, cái này giá bao nhiêu? Chủ cửa hàng thấy bộ dạng giang sách không giống người địa phương, cộng thêm khẩu âm bên ngoài, bụng giả lập tức trở nên đen tối. chương 537, chỉ mua đồ đắt tiền. Ôi chao, chàng trai này, ánh mắt của anh đúng là rất tinh. Đây là bảo bối chấn cửa của tiệm chúng tôi đấy, là sứ thanh hoa truyền từ đời Càn Long đấy. Nghe đồn, tối nào vua Càn Long cũng dùng nó để uống trà đó, vô giá. Vừa nghe đã biết nói hưu nói vượt, dù không phải người trong ngành như Tân Huẩn cũng có thể nhận ra cái ly này chắc chắn là hàng kém chất lượng, là hàng nhái. Nhưng giang sách lại như bị, sa sút trí tuệ, vậy, cao giọng trả lời, nghe có vẻ ngạc nhiên lắm, ly mà vua Càn Long dùng để uống trà mỗi tối ư. Ôi, đây quả là thứ tốt, tôi nhất định phải mua mới được. Xin hỏi ông chủ, bao nhiêu tiền vậy? Chủ cửa hàng ra vẻ thần bí, dựng thẳng một ngón tay. Một triệu, ái trà, đúng là quá rẻ. Giang sách hưng phấn nói. Câu này của anh khiến tất cả mọi người sửng sốt không thôi. Thật ra ý của ông chủ là chỉ cần một nghìn tệ, đương nhiên, nếu anh trả giá thì một hai trăm cũng được, Kết quả đối phương lại trực tiếp nói ra con số 1 triệu, còn ngại quá rẻ. Chuyện này khiến chủ cửa hàng sướng phát điên luôn rồi. Đương nhiên, cũng khiến Diêu Hàng lòng đau như cắt, một cái ly rách nát mà chỉ giá 1 triệu. Đùa gì vậy, 100 tệ cũng chẳng ai thèm mua đâu. Giang Sách rất thích cái ly này, cầm hoài không buông, còn quay sang khoe khoang với Diêu Hàng, "Anh Diêu, chắc là anh không biết, con người tôi thích sưu tập mấy thứ đồ cổ như vậy lắm. Trong nhà tôi trưng bày rất nhiều đồ vật nhỏ." như là ấm trà của Càn Long, ghế của Chu Nguyên Trương, nghiên mực của Tô Đông Pha, bội kiếm của Lý Bạch, nhà tôi có rất nhiều. Nếu có rảnh, tôi nhất định sẽ dẫn anh tới nhà xem thử, toàn là chân phẩm cả đấy. Trên mặt siêu hàng vẫn treo nụ cười tươi, thực tế trong đầu đã mắng giang sách máu chó đầy người. Loại hàng kém thông minh như vậy, chắc trong nhà chỉ toàn hàng vỉa hè hàng rác rưởi cả thôi. Giang sách chép miệng với Diêu Hàng, ngại quá, hôm nay lại để anh phải tiêu phí rồi không sao, không sao. Trong lòng diêu hàng máu chảy thành dòng, lại thêm một triệu cất bước ra đi. Lần này, cuối cùng Tân Uẩn cũng đã nhìn ra điểm không hợp. Không có lý nào giang sách lại ngu xuẩn như vậy, anh nhất định là đang cố ý hãm hại diêu hàng. Tại sao lại muốn hãm hại một người bạn mới quen? Giang sách tuyệt đối không phải cái loại tiểu nhân thích nịnh hót thế này, vậy chắc chắn anh có dụng ý của mình. Tuy còn chưa hiểu thấu mục đích của giang sách, nhưng Tân Uẩn cũng ngậm miệng, không nói thêm câu nào với người bạn mới của giang sách, hơn nữa cũng bám sát theo sau giang sách, không rời nửa bước. Ôi chao, anh Diêu, anh nhìn cây quạt kia xem có giống bút tích của đường bá hổ không? Đi, chúng ta đi xem thử. Còn, còn xem nữa hả? Siêu hàng muốn từ chối nhưng lại sợ sẽ đắc tội giang sách, phá hủy mối làm ăn này. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ đành tiếp tục dạo chợ đêm với giang sách. Trong nửa tiếng tiếp theo, giang sách chơi lớn, cây quạt của đường bá hổ, câu đối của trịnh bản kiều, chiếu của đỗ phủ, ngọc tỷ của chu lệ, chỉ cần là thứ tốt anh đều mở miệng mua tất. Hơn nữa, không mua đồ thật, chỉ mua đồ đắt tiền. Một hai triệu chỉ là chút tiền lẻ, về sau mỗi lần ra tay đều là 10 triệu, 20 triệu. Siêu hàng đi bên cạnh vừa cố gắng chịu đựng nỗi đau thấu tim, vừa giúp giang sách trả tiền. Anh ta mắng thầm trong đầu, đồ khốn kiếp nhà mày, cứ chờ đây, chỉ cần ông có cơ hội, Ông sẽ cướp hết toàn bộ gia sản của mày vào tay. Tiền chi ra hôm nay xem như vốn đầu tư giai đoạn trước vậy. Đêm nay, Giang Sách vô cùng vui vẻ mua hết cái này tới cái khác, mà Diêu Hàng cũng đau tới cắt gan cắt ruột. Cuối cùng, thấy sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Giang Sách mới ném tất cả mọi thứ xuống đường cái, đứng trước mặt mọi người nói ra một câu khiến Diêu Hàng tổn thương cùng cực. Diêu Hàng, rất xin lỗi, tôi cảm thấy hai ta thật sự không thể làm bạn bè với nhau được." chương 538, nhục nhã tột cùng. Vốn đang chìm trong tuyệt vọng, đau thương, sau khi nghe thấy những lời giang sách nói xong, rượu hàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Kéo tao đi ăn đi uống đi hát, mua hết cái này tới cái khác, hố tạo một số tiền lớn xong lại nói hai ta không hợp. Xem tao là thằng ngốc để chiêu chọc mua. Vui sao? Anh ta vẫn giữ vững bình tĩnh, cố gắng nở nụ cười gượng gạo, anh Giang, những lời này của anh có ý gì? giang sách khó khăn mở lời hay tuy tính cách của anh rất là phóng khoáng nhưng tôi bỗng phát hiện anh chẳng hứng thú với nghệ thuật gì cả suốt buổi tối anh chẳng phát biểu tí cảm nhận gì về nghệ thuật rất xin lỗi nhưng tôi không muốn làm bạn với người chẳng có tí tế bào nghệ thuật nào hai ta dừng ở đây thôi từ giờ trở đi xin anh đừng đi theo tôi nữa tạm biệt khu từng gặp qua không ít người lạ lùng nhưng chưa từng gặp kỳ dị như vậy hố người ta hơn mấy triệu chẳng những không nói lời cảm ơn, còn chê bai người ta không có tế bào nghệ thuật. Mà thôi, đây không phải điểm mấu chốt. Sở Dĩ Diệu Hàng sẽ đồng ý chi tiền ra là vì nhìn chúng ra tài của Giang Sách nên số tiền này chẳng qua chỉ là vốn đầu tư giai đoạn trước mà thôi, về sau sẽ cướp lại toàn bộ. Nhưng bây giờ một câu không thể làm bạn bè của anh tương đương với việc chặt đứt hoàn toàn con đường của anh ta. Đến lúc đó, Giang Sách phủi mông chạy lấy người, rời khỏi Nam Thành, trời Nam biển Bắc diêu hàng biết chạy tới đâu tìm người hơn mấy triệu cứ vậy mất trang ư nói thật thì làm suốt mấy năm làm thợ săn nhà giàu ở nam thành diêu hàng chưa từng gặp chuyện bực mình như vậy nhưng giờ sau khi suy nghĩ cẩn thận diệu hàng lập tức thông suốt có phải mình bị người ta đùa giỡn không có phải ngay từ đầu mục đích của giang sách chính là trêu anh ta cố ý tiêu tiền của anh ta nhưng không hề có ý định sẽ làm bạn với anh ta càng nghĩ càng thấy đúng từ từ không đúng không đúng không thích hợp siêu hàng lùi về sau hai bước chỉ tay vào mặt giang sách anh cố tình đùa giỡn với tôi đúng không giang sách cũng lộ ra gương mặt thật nụ cười trên môi rút về anh bình tĩnh trả lời bây giờ mới nhận ra anh thật sự nên mua đồ bổ não về ăn đi nhục nhã tột cùng siêu hàng săn giết phú hào nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên bị người ta phản đòn trộm gà không thành lại mất nắm gạo anh ta tức đến siết chặt tay hung tợn nói giang sách mày dám đùa tao hả mày biết tao là ai không ồ anh là ai ha ha vậy để tao nói cho mày biết tao là ai siêu hàng vỗ tay một cái nếu hai bên đã lật mặt vậy không cần thiết phải giả vờ nữa một đám đàn em của anh ta bước tới từ hai bên ngã tư đường tay đứa nào cũng cầm một cây gật sắt mặt mày như hung thần ác sát nhìn là biết không có tí ý tốt nào siêu hàng vốn tính đợi thời cơ thích hợp rồi mới ra tay ai ngờ lại bị giang sách nhìn thấu mục đích không còn cách nào chỉ có thể trực tiếp khai chiến nói cho nó biết tao là ai đám đàn em đồng loạt hô to thợ săn nhà giàu rượu hàng đại ca diêu tiếng hô hào vang lên không ngớt hùng hồn vang dội người trên đường chẳng những không sợ còn tụ năm tụ ba đứng hóng hớt người dân ở nam thành đã sớm quen với chuyện ẩu đả trên đường đặc biệt là những vụ hẹn đánh nhau lúc tối khuya thế này có đếm cũng không đếm hết nổi Vậy nên, bọn họ thực sự rất hưởng thụ bầu không khí như vậy, ai cũng chờ mong đám giang sách sẽ bị đánh cho nằm sấp xuống đất, nhất định sẽ vô cùng hấp dẫn cho xem. Thợ săn nhà giàu, giang sách gật đầu, danh hiệu này đúng là rất thú vị. Sau khi nhìn thấy đám côn đồ đột một xuất hiện, cuối cùng Tân Uẩn cũng thấy rõ bộ dạng vốn có của Diêu Hàng, cũng hiểu được tại sao giang sách nãy giờ lại cố ý hãm hại Diêu Hàng. Cô ấy vẫn quá ngây thơ, giờ mới sáng mắt ra nước ở Nam Thành sâu thế nào chương 539, càng phản kháng, chết càng thảm. Nếu không có giang sách, có lẽ cô ấy sẽ thật sự xem Diệu Hàng là người tốt, đối xử khách khí với anh ta, cuối cùng dẫn sói vào nhà, kết cục thật không dám tưởng tượng. Bên kia, siêu Hàng đang chỉ tay vào mặt giang sách, đừng nói ông đây không cho mày cơ hội, hôm nay, chỉ cần mày cho tạo một tỷ, chuyện hôm nay tao sẽ bỏ qua, còn không. Giang sách lập tức ngắt lời anh ta, đừng có mơ nữa, tiền hà, tao sẽ không chia cho mày, dù chỉ một đồng một cắc. Mặt mũi diêu hàng càng thêm không vui. Nhãi danh, có phải mày tưởng bản thân có chút tiền thì ngon lắm không? Nói cho mày biết, đây là Nam Thành, là địa bàn của tao. Mày cũng thấy dưới trướng tao có bao nhiêu người rồi đấy, nếu không muốn. Chết thì mau ngoan ngoãn ói tiền ra, bằng không ba người chúng mày đừng mơ đến chuyện nhìn thấy mặt trời ngày mai. Giang sách thở dài, hỏi anh ta, ở thời đại này, người có tiền là lớn nhất, tạo có tiền hơn mày, sao mày còn dám đứng trước mặt tạo kiêu ngạo thế? Siêu hàng nở nụ cười, có tiền chính là lớn nhất. Ha 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 ha, má nó, đầu óc mày bị nước vào rồi đúng không? Mày có nhiều tiền thì sao chứ? Tao có hơn 20 người anh em đấy, mỗi người một chân thôi cũng đủ dẫm chết mày. Giang sách nói tiếp, đúng không? Nhưng tao có tiền, tìm đại cũng có thể kéo tới nhiều người hơn mày đấy. Ha ha, đi đâu tìm? Nơi này là Nam Thành, là địa bàn của tao, dù mày có tiền thì cũng không có chỗ xài đâu. Siêu hàng bày ra bộ dạng nắm chắc phần thắng, mà cũng đúng thôi, trước kia, lúc anh ta, săn giết, nhà giàu, không phải không có người chống đối, nhưng ở chốn Nam Thành này, ngoại trừ những thế lực lớn như Thủy Vân Thiên, thật đúng là không có mấy ai đang làm đối thủ của Diệu Hàng. Càng phản kháng, chết càng thảm, nên anh ta căn bản chẳng thèm để ý tới lời Giang Sách nói. Giang Sách đút hai tay vào túi, lẩm bẩm tao không tin, ở Nam Thành này, có tiền chẳng lẽ còn không tìm thấy người. Anh xoay người nhìn về phía đám đông xung quanh, lớn giọng kêu gọi, các vị hương thân phụ lão, các vị cũng thấy rồi đấy, hôm nay tôi bị kẻ xấu chặn đường gây rối hy vọng mọi người sẽ ra tay giúp đỡ, giang sách tôi nhất định sẽ hậu tạ. Không có ai đáp lại anh, thậm chí có người còn quăng cho anh ánh mắt xem thường. Siêu hàng nhún vai, tao đã nói gì nào? Ở Nam Thành này, số người dám đối nghịch với thợ săn nhà giàu tao đây có thể đếm trên đầu ngón tay. Giang sách, mày mau từ bỏ suy nghĩ này đi. Giang sách thở dài, nói tiếp các vị hương thân phụ lão, thôi thì tôi đây làm một vụ mua bán với các vị đi. Tôi tình nguyện bỏ tiền mua răng của tên xấu xa này, một cái răng một nghìn tệ. Chỉ cần các vị cầm răng của gã tới tìm tôi, tôi lập tức chuyển tiền cho các vị. Trong lúc nhất thời, người người nháo nhào. Mọi người quay sang nhìn nhau, ai cũng nóng lòng muốn thử, nhưng vì có kỵ cái danh thợ săn nhà giàu nên chưa có ai dám ra tay. Giang sách nở nụ cười, tung cú chót 10.000 tệ. Răng của đám người xấu xa này, mỗi cái 10.000 tệ. Lần này, tất cả mọi người đều động lòng không thôi. Một cái răng 10.000 tệ, người lớn bình thường có khoảng 28 đến 32 cái răng, nói cách khác, chỉ cần đả đảo một người, nhổ hết tất cả răng của anh ta, vậy là có thể kiếm lời 300.000 rồi một người 300 000 hơn 20 người, thì chính là hơn 6 triệu. Nghĩ thử xem, 6 triệu rơi tán loạn trên đường, không có ai đứng ra nhận là cảnh tượng thế nào. Sẽ hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người. Đứng trước tiền tài, tất cả đều là giả dối. Tiền, tôi muốn tiền. Xông lên, tránh ra hết đi, đừng dành với tôi. Nếu chỉ có một hai người, có lẽ sẽ không dám đối nghịch với đám diêu hàng, nhưng cả con đường hơn ngàn người, ai còn sợ điểm này nữa cho dù muốn báo thù cũng chẳng biết tìm ai mà trả thù. Đám người xôi trào, Diêu Hàng và đám đàn em của anh ta chính thức tàn đời. chương 540, có lợi ích sẽ có tranh đoạt. Dưới sự điều khiển của đồng tiền, người trên đường lao tới đám côn đồ như dã thú. Còn Diêu Hàng và đám đàn em của anh ta chính là đàn dê đợi làm thịt, sói hoang khắp nơi, họ không còn chỗ để trốn, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng chẳng còn. Những người này đã quen thói bắt nạt người khác, Trước giờ làm gì quen với việc bị người khác bắt nạt. Bắt nạt kẻ yếu chính là thánh kính của bọn họ. Nhưng giờ phút này, đối mặt với đám người nhào tới như thủy triều dâng lên, hành động đầu tiên của đám đàn em là quỳ xuống, dập đầu cầu xin sự tha thứ. Nhưng cái này có tác dụng gì đâu? Giờ phút này bọn họ chẳng khác nào bọc tiền, mà trên đời nào có ai lại không cần tiền chứ? Đặc biệt là ở cái chốn nam thành dân cư nhanh nhẹn, dũng mãnh lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn này, Siêu Hàng tuyệt vọng nhìn khắp bốn phía, anh ta có mơ cũng mơ không được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này. Sự thật lại một lần làm minh chứng cho câu nói kia, có tiền là muốn làm gì thì làm. Giang sách, người lúc đầu bị vây trong tình thế xấu, cuối cùng đã dùng tiền mở ra một con đường máu, để Diêu Hàng biết được sức mạnh của đồng tiền có thể khủng khiếp tới cỡ nào. Đi, tìm một chỗ xem trò vui đi. Giang sách bảo vệ Tân Huẩn, Tân Tử Dân lùi về sau, ba người bước vào một quán trà, lẳng lặng nhìn cảnh đám người diêu hàng bị đánh no đòn chỉ bị đánh thôi thì còn nhẹ có mấy tên đàn em bị người ta đè tay đè chân vạch miệng ra sau đó dùng gậy đập gãy răng nhổ từng cái một xuống cảnh tượng vô cùng máu me đây vẫn còn là trần gian sao phải là lò sát sinh mới đúng tim tân uẩn cảm thấy rất đau đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của con người là thế nào họ vẫn còn là người sao không chắc chắn là cầm thú. Dưới sự điều khiển của ích lợi, họ đã hoàn toàn đánh mất tính người, biến thành xuất sinh chỉ biết tới tiền. Tân Uẩn quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Con người trước giờ luôn hiền lành và khờ khạo như cô ấy thật sự không quen nhìn những cảnh thế này. Thậm chí bây giờ, cô ấy bỗng nảy sinh sự hoài nghi với cái nghề bác sĩ này của mình. Cô ấy cực khổ, tận tâm tận lực nghiên cứu y thuật để cứu người. Nhưng người cô ấy phải cứu lại chính là đám xuất sinh chỉ biết đến tiền này thôi sao? thế thì có cần tiếp tục nghiên cứu y thuật nữa không đây giang sách đã nhìn thấu tâm tư của cô ấy chỉ nhẹ giọng nói rất máu me đúng không hồi ở tây cảnh bọn tôi ngày nào cũng phải trải qua cuộc sống như thế hơn nữa còn phải sung phong xông vào pháo đài tự mình ra tay với kẻ địch chứ không phải đứng từ xa quan sát như bây giờ đâu tân uẩn hỏi anh trai tôi cũng như thế á anh ấy là quân y mặc dù không cần chiến đấu anh dũng nơi tiền tuyến những mỗi mỗi một trận chiến anh ấy đều để vào trong mắt nhưng điều này không thể là vật cản trên con đường cứu người của anh ấy chẳng những không thành trở ngại mà còn thúc đẩy anh ấy càng thêm nỗ lực nghiên cứu y thuật tại sao chứ cứu những kẻ như vậy có đáng không cứu người dễ cứu tâm khó vậy sao không học cách cứu người trước rồi hãy bàn tới chuyện cứu tâm nếu tất cả mọi người chết sạch vậy còn ai để mà cứu tâm cơ chứ tâm nguyện lớn nhất cả cuộc đời này của anh cô đó là một ngày nào đó, trên thế giới này không còn chiến tranh nữa. Mà đó cũng là hy vọng của tôi. Nhưng mộng tưởng thì tốt đẹp, còn thực tế lại rất tàn khốc. Chiến tranh có lẽ sẽ biến mất, nhưng cuộc chiến giữa con người với nhau sẽ vĩnh viễn không biến mất. Có lợi ích sẽ có tranh đoạt, mà còn tranh đoạt, tức sẽ còn chiến tranh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 541, lại thêm một siêu hàng nữa sao? Tân Uẩn nhìn đám người liều mạng, chém giết, này, một lần nữa chìm sâu vào thất vọng, cô ấy cũng không biết mình bây giờ có thể giống anh của mình, tràn ngập hy vọng cứu người hay không. Giờ phút này cô ấy mới hiểu được rốt cuộc anh trai đã phải chịu đựng áp lực lớn cỡ nào. Tiếng quát tháo, tiếng khóc la, tiếng đánh đấm, đủ loại tạp âm vang vọng bên tai hoài không dứt. Siêu hàng và đám đàn em của anh ta nhanh chóng bị người dân xung quanh giải quyết. Miệng tên nào cũng bị cưỡng chế mở lớn, hàm răng không còn một cái, hai mươi mấy tên nằm gục trong vũng máu thấm đấm cả đất không chỉ miệng mà tay chân mắt mũi của rất nhiều tên cũng bị thương tổn trong quá trình đánh nhau người thảm nhất chính là diêu hàng làm kẻ cầm đầu đương nhiên anh ta cũng là người nổi bật nhất nên bị đánh cũng nặng nhất xương cốt cả người gần như đứt hết không còn một chỗ hoàn chỉnh xem ra đời này đã định sẽ thành kẻ tàn phế rồi đương nhiên còn sống cũng được xem như mạng lớn rồi hơn ngàn người Mỗi người một đá mà anh ta cũng không chết vậy thì phải đốt hương cảm tạ thần Phật rồi. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền. Những người đã cướp được giang tràn về phía giang sách đổi tiền, giang sách cũng không nuốt lời, căn cứ theo những gì đã hứa lúc trước, mỗi cái giang 10.000 tệ, hơn 6 triệu tệ cứ thế vứt ra ngoài. Đối với giang sách mà nói, hơn 6 triệu không phải vấn đề lớn. Có thể dùng 6 triệu để tiêu diệt hoàn toàn phần tử tội ác ở Nam Thành cũng không tính thua thiệt. Siêu hàng thợ săn nhà giàu. Anh ta đã cắm dê ở Nam Thành từ lâu, mỗi lần lần thủy vân thiên tổ chức buổi đấu giá, anh ta đều đến tìm một mục tiêu để xuống tay, không biết đã hại chết bao nhiêu phú hào rồi. Nhưng hại người cuối cùng lại hại mình. Sai lầm lớn nhất của anh ta cả cuộc đời này chính là đánh chủ ý lên người Giang Sách. Dù là mưu trí, tiền tài, vật chất hay là thủ hạ, ở phương diện nào Giang Sách cũng là người đứng đầu. Thậm chí lần này Giang Sách không cần đích thân ra tay, chỉ tốn chút tiền đã có thể dễ dàng giải quyết xong xuôi diêu hàng. Tranh lệch thực lực quả thật rất lớn. Chúng ta về thôi. Giang sách khẽ thở dài một tiếng, tân uẩn và tân tử dân cũng cất bước theo sau, để lại khung cảnh hoang tàn phía sau lưng. Trong đêm tối, dưới ánh trăng, diêu hàng nằm trên đường cái bất lực lặng nhìn bầu trời đầy sao, máu tươi không ngừng trào ra khỏi miệng, hàm răng chẳng còn cái nào, trong lòng có hối hận cũng hối hận không nổi, anh ta gần như đã chết não từ nay về sau, Nam Thành sẽ không còn truyền kỳ về thợ săn nhà giàu nữa. Sau khi quay lại khách sạn, cả ngày hôm nay đám người giang sách đã trải qua rất nhiều chuyện, cả người cũng rất mệt mỏi, vừa về tới sảnh lớn khách sạn, chuẩn bị đăng ký căn phòng mới, bỗng một người đàn ông mặc tây trang bước đến, trên mặt treo nụ cười mỉm. Anh giang sách đúng không? Giang sách thoáng sửng sốt vài giây, sao cách ăn mặc của người này lịch sự thái quá thế? Lại thêm một siêu hàng nữa sao? anh là xin chào anh giang tôi là người của thủy vân thiên nhận lệnh của chủ nhân tới gửi cho anh một tấm thiệp mời hy vọng tối mai anh sẽ đúng giờ tới tham dự vũ hội mà chúng tôi tổ chức nói xong anh ta lấy tấm thiệp mời ra đưa cho giang sách thời gian địa chỉ cụ thể đã được ghi hết trên thiệp mời rồi chủ nhân của thủy vân thiên vũ hội nghe có vẻ khá thú vị đấy hơn nữa vì muốn cứu tiểu điệp giang sách cũng đang tìm cách tiếp cận thủy vân thiên vũ hội lần này có vẻ là một cơ hội tốt. Anh nhận lấy thiệp mời, thuận miệng hỏi, sao lại mời tôi? Hình như tôi và chủ nhân của các anh đâu có quen biết gì. Chàng trai mỉm cười, không gạt gì anh, nguyên nhân là vì cách ra tay cực kỳ hào phóng của anh trong buổi đấu giá chiều nay đã khiến chủ nhân của tôi vô cùng ấn tượng, nên ngài ấy mới muốn nhân cơ hội này làm quen với anh, mong anh không cảm thấy phiền. Giữa Phú Hào và Phú Hào thì chẳng có nguyên nhân đặc biệt gì cả, chỉ là muốn hiểu biết về nhau chút thôi. Còn tương lai, dù làm bạn hay thù, thì đều đã có dự kiến từ trước. Giang sách cất thiệp mời đi, ok, nhờ anh gửi lời đến chủ nhân của anh hộ tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. mươi 542, cuối cùng cũng chịu nói chuyện đứng đắn. Sau khi nhận được thư mời, Giang sách và hai người còn lại thuế thêm hai căn phòng ở ngay bên cạnh căn phòng ban đầu, sau đó ba người cũng bước lên cầu thang đi lên lầu, nhưng giữa chừng, tân tử dân bất ngờ phát hiện ra gì đó, vội phản ứng lại, tò mò hỏi, khoan đã, chẳng lẽ đêm qua hai đứa ở chung một phòng sao? À, khuôn mặt của Giang Sách và Tân Uẩn không hẹn mà cùng đỏ bừng. Tân Uẩn a a o o vội giải thích, vì vừa đặt chân tới một thành phố xa lạ, con không dám ở một mình buổi tối, nên muốn Giang Sách ở cùng. Ô, thì ra là thế, Tân Tử Dân hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục hỏi một câu khiến Tân Uẩn gần như sụp đổ hoàn toàn, vậy hai đứa đã áp dụng tốt các biện pháp an toàn rồi đúng chứ? Nói vậy rồi biết đi đâu về đâu chứ? Đầu giang sách như muốn nổ tung, kiểu hiểu lầm này có hơi đi sâu quá không? Mà tâm huẩn giờ phút này đã xấu hổ đến mức chỉ muốn đảo hố chui vào rồi, cô ấy bĩu môi nói, ba, ba nói bảy cái gì thế? Tân tử dân thản nhiên đáp, hai đứa giờ đã là người trưởng thành hết rồi, phải biết tự chịu. Trách nhiệm cho hành động của bản thân, ba sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của. Con, có điều, làm gì cũng phải biết áp dụng tốt biện pháp an toàn và bí mật tuyệt đối. Đặc biệt là Giang Sách, cháu là người đã có gia đình, việc phụng trộm bên ngoài không phải là không thể, đàn ông mà, chuyện bình thường thôi. Nhưng nhất định phải giữ bí mật cẩn thận, tuyệt đối không được để vợ cháu biết chuyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Ông trời của tôi ơi." Giang Sách khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm hỏi đây là những lời mà một người bố nên nói sao? ông ấy thực sự đã đem danh dự của chính con gái ruột mình ném bột xuống đất, thẳng chân dẫm nát rồi. Tân Uẩn xấu hổ đến mức cần cổ cũng đỏ bừng bừng, muốn lên tiếng phản bác nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào. Vất vả lắm thang máy mới ngừng lại cho, Tâm Uẩn vội vã chạy nhanh ra ngoài, không nói lời nào, yên lặng móc chìa khóa ra mở cửa. Giang sách, cháu đừng về vội, đi theo bác. Cũng không biết tân tử dân muốn làm loạn cái gì nữa, chủ động dẫn giang sách đi vào phòng tân huẩn. Kết quả, vừa mới đặt chân vào phòng đã thấy sự xuất hiện của phòng tắm pha lê trong suốt. Kia! Ông ấy khẽ lắc đầu, nói phòng tắm pha lê này cũng lộ liễu quá nhỉ. Giang sách, cháu thành thật khai bảo đi, có phải đêm qua cháu đã nhìn hết toàn bộ cơ thể con gái bác đúng không? Cả Giang sách và Tân Uẩn đều vô cùng xấu hổ. Thăng! Lờ nờ! Ông già này bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc chính trực, thế nào vừa mở miệng ra cái đã thấy thô thiển như vậy nhỉ? Ba, nếu ba còn không dừng ngay việc nói hưu nói vượn này lại, con sẽ không nhận ba. Nữa, Tân Uẩn hai tay chống nạnh, giận đến nỗi lời lẽ loạn như cào cào. Rồi rồi rồi, ba không nói nữa, ba không nói là được chứ gì. Hai đứa tự có ý thức chú ý tí là được, giờ ba cũng già rồi, không phải cái gì cũng quản được nữa. Quay đầu lại, ông ấy nhìn giang sách nói, nào, lấy biển thước thần châm ra đây bắt xem. Cuối cùng cũng chịu nói chuyện đứng đắn. Giang sách lấy thần châm ra, trải nó ở trên bàn. Ba người cùng quay lại nhìn, chỉ thấy biển thước thần châm vẫn rất đối bình thường, không có điểm nào là quá đặc biệt cả, có cảm giác nó cũng không khác ngân châm bình thường là mấy, chỉ có điều, thần châm này được làm tinh xảo hơn mà thôi. Nhưng với công nghệ khoa học kỹ thuật ngày nay thì chỉ cần bạn đồng ý, ngân châm tinh xảo cỡ nào cũng có thể làm được, vậy nên chuyện tinh xảo hơn cũng căn bản chẳng phải chuyện gì quá đặc biệt. Tân Uẩn cao mày nói, nhìn kiểu gì cũng không thấy có bất cứ chỗ nào đặc biệt là sao. Có phải chúng ta bị lừa rồi không? Giống như việc Thạch Văn Bình mua vòng cổ giả đó, có phải chúng ta cũng mua phải bộ biển thước thần châm giả rồi không? Cả ba đều là những cao thủ y học, và cả ba đều không nhìn ra bất kỳ điểm nổi bật nào, vậy thì khả năng nó thật sự có vấn đề. chương 543, lá gan kia đâu? Tân tử dần duỗi tay cầm một cây ngân châm lên, nhìn kỹ một lúc lâu cũng không nhìn ra điểm đặc biệt ở đâu. Tân Uẩn cũng lấy một cây lên xem, không thấy chỗ nào đặc biệt. Mãi đến khi Giang sách duỗi tay cầm một cây ngân châm trong số đó lên xem, đột nhiên, anh cảm giác được đỉnh ngân châm lóe ra một tia sáng. Chưa kể, Giang sách cảm thấy trong cơ thể anh dường như có một lực lượng hút lấy ngân châm, vô cùng thần kỳ. Ông của Tân, Tân Uẩn, thật sự có điểm kỳ quái. Tân tử dân khẽ nhíu mày, bắt đầu suy đoán nếu suy đoán của bác là đúng thì bác sĩ thiên tài biển thước năm đó và giang sách tân kỳ giống nhau cũng là một kỳ tài ngút trời trong cơ thể có một loại khí hữu dụng đặc biệt bác sĩ thiên tài biển thước dựa vào đặc điểm của chính bản thân mình rồi chế tạo ra bộ ngân châm này nói cách khác chỉ người nào trong cơ thể có khí thì mới có thể phát huy hết tác dụng của ngân châm còn nếu là người bình thường dùng thì ngân châm này cũng chẳng khác gì ngân châm bình thường cả Tân Uẩn nói, nói như vậy thì cái ngân châm này giống như là được thiết kế riêng cho Giang Sách. Có thể hiểu như vậy. Tân Tử dân sờ sờ dâu, nói, Giang Sách, chúc mừng cháu, có bộ ngân châm này trợ giúp, bác tin thuật chữa bệnh của cháu sẽ tiến bộ vượt bậc. Trong bát quái khí châm có nhiều chương nội dung huyền bí khó hiểu, cháu vẫn có biện pháp nghiên cứu mà. Trong lòng Giang Sách vô cùng kích động. Anh vốn là người theo kiểu giếng cổ không dao động, những thứ bình thường căn bản không thể làm anh dao động trừ phi đó thật sự là bảo bối. Mà bộ biển thước thần châm này chính là bảo bối có thể khiến giang sách dao động. Cất giữ ngân châm thật kỹ vào, sau này chắc chắn sẽ đem lại tác dụng vô cùng lớn, tân tử dân còn nói thêm, lá gan kia đâu. Ở đây, giang sách đem lá gan đấu giá được đặt xuống dưới, mà lá gan này có thể chính là lá gan cứu mạng. Tân tử dân nói tiếp, chiều nay, Thạch Văn Bình liều mạng muốn đấu giá được lá gan này, điều này đủ để chứng tỏ tầm quan trọng của nó. Chỉ e là nhà họ Thạch bọn họ lại đồng ý với nhân vật tải to mặt lớn nào đó. Hiện tại gan đã nằm trong tay chúng ta, có lẽ chờ đến khi trở lại khu Giang Nam, Giang Sách cháu có thể lợi dụng lá gan này để cứu sống vị được cho là nhân vật tải to mặt lớn kia. Đến lúc đó, cháu không chỉ chặt đứt một cánh tay nhà họ Thạch không thôi, mà còn có thể mang lại cho mình một chỗ trống đỡ đáng tin cậy. Không thể không nói tư duy của ông cụ này cực kỳ rõ ràng. Ý tưởng của ông ấy không hẹn mà trùng khớp với giang sách. Chẳng qua suy nghĩ của giang sách sâu xa hơn tân tử dân, thông qua con đường mua gan ngầm này, thực tế lại chứng minh nhà họ thạch tới nay đã tham gia vào ngành nghề này. Có thể thật sự do gần đây giang sách chặn đứng nơi cung cấp hàng hóa cho nhà họ thạch, nên mới bước họ phải đi vào bước đường tới chợ đen mua bán thể này. Mà nếu sự thật đúng là vậy thì Thạch Văn Bình kia quay về tay không có lẽ sẽ buộc nhà họ Thạch phải nối lại nghề cũ giết người lấy gan. Qua một thời gian lâu như vậy rồi, có lẽ độ cảnh giác của nhà họ Thạch đã giảm xuống. Chưa kể, nếu đã đáp ứng nhân vật tại to mặt lớn kia thì chuyện bọn họ bí quá làm liều không phải là không có khả năng xảy ra. Khi ấy chính là thời điểm nhà họ Thạch đi đời. Đương nhiên, đó là những việc của sau này. Trước mặt Giang Sách chỉ cần sắp xếp người bên cảnh sát quan sát thật kỹ người nhà họ Thạch 24 trên hai tự giờ là được, ôm cây đợi thỏ, một lưới bắt sạch. Gan đã được cất cẩn thận. Sự kiện cuối cùng là Vũ hội. Giang Sách lấy thư mời ra, sau khi xem xong thời gian và địa chỉ, có một vấn đề nan giải nhỏ khiến Giang Sách bị mắc kẹt không biết xử lý. Muốn tham gia vũ hội, phải có bạn nhảy, cháu không thể đi đến đó một mình được. Tân tử dân bên cạnh cười ha hả, Giang Sách cháu khờ thật hay đang giả ngốc vậy? Bạn nhảy của cháu, vẫn đang chờ cháu ngỏ lời mời đó. Bạn nhảy của cháu, nháy mắt, Giang sách lập tức hiểu ra ý tứ của tân tử dân. Ông ấy muốn Giang sách mời tân uẩn làm bạn nhảy, mà trước mắt cũng chỉ còn cách này. Giang sách nhìn về phía tân uẩn, nuốt nước miếng, mở miệng nói tân uẩn, có thể phiền. Cô, trở thành, bạn nhảy của tôi được không? mươi 544, đẹp không sao tả xiết đối mặt với lời mời bất thình lình này nhịp tim tân uẩn đột nhiên tăng tốc đồng ý hay từ chối cô ấy biết rõ đối phương là người đã có gia đình biết rõ đối phương vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên mới ngỏ lời mời với cô ấy và cô ấy cũng biết rõ trong lòng đối phương vốn dĩ không có chỗ cho cô ấy lý trí nói với cô ấy rằng hãy từ chối đi không thể để bản thân lún sâu vào nữa nhưng đối mặt với lời mời từ người cô ấy thương cô ấy từ chối sao được hãy để tôi được tùy hứng một lần đi. Dù chỉ một lần thôi cũng được, tôi muốn trở thành nửa kia của anh, dù phải lừa gạt chính bản thân cũng được, chỉ một lần này thôi, một lần thôi là đủ rồi. Gạt bỏ cảm xúc phức tạp dối rắm sang một bên, Tân Uẩn làm một chuyện lạ là trịnh trọng vật đầu. Được, tôi đồng ý với anh. Sau khi nhận được câu trả lời từ Tân Uẩn, giang sách cuối cùng cũng dám thở vào một hơi. Sau đó, ba người lại ngồi tán dóc thêm mấy câu, rồi từng người quay về phòng mình nghỉ ngơi. Một đêm dài chậm rãi trôi qua, ngay hôm sau, ba người tinh thần phấn chấn đi tham quan quanh Nam Thành. Không nói đến một Nam Thành với những câu chuyện hung hiểm tiềm ẩn bên trong, một Nam Thành với vẻ ngoài phồn hoa, thịnh vượng cũng đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn. Đây là một tòa đô thị hiện đại hóa. Theo lý mà nói, nếu chỉ là đến tham quan du lịch, không nói đến những chuyện lung tung lộn xộn đó thì vẫn có thể cảm nhận được không khí văn hóa đặc sắc của thành phố này rất nhanh sau đó, trời đã chuyển màu đen. Thời gian tổ chức phố hội cũng đã đến gần, sau khi đưa tân tử dân về khách sạn, giang sách xuống lầu, khởi động xe rồi ngồi đợi tân huẩn xuống. 10 phút sau, người cũng đã tới. Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi, xương quai xanh và làn da trắng nõn để lộ ra ngoài, hấp dẫn mọi ánh nhìn của người qua đường. Hai chân thon dài, mê hoặc lòng người. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn mỹ, lại thêm lối trang điểm và phong cách ăn mặc đẹp động lòng người. Tối nay, Tân Uẩn sẽ là ngôi sao thiện lương sáng nhất. Ngay cả là giang sách, trong khoảnh khắc đó anh cũng khó có thể di rời ánh mắt của mình. Chỉ mấy chữ thôi, đẹp không sao tả xiết. Đi thôi. Giọng nói của Tân Uẩn vang lên, giang sách mới ý thức được đối phương đã lên xe. Đáp lại, anh xấu hổ cười cười, nổ xe rồi rời khỏi khách sạn, đi về phía địa điểm tổ chức vũ hội. Thực chất thì địa điểm tổ chức vũ hội cách chỗ bọn họ không xa, lái xe hơn 20 phút, xe đã dừng trước một tòa nhà lớn. Phía sau tòa nhà là một bãi đất lớn dùng để đỗ xe, mà giờ phút này đây, bãi đất lớn này đã bị đủ loại siêu xe chiếm đóng rồi. Như vậy cũng đủ nhìn ra, những người tới tham gia vũ hội hôm nay không giàu thì cũng có địa vị. Chương 545, kỹ thuật không bằng người ta, nên thua thôi. Có điều, một vài chiếc xe nào đó có gắn thiết bị nhìn trộm bởi vì có quá nhiều xe bãi đậu xe này có vẻ vẫn chưa đủ lớn giang sách phải tìm một lúc lâu mới thấy một chỗ trống để đậu xe đúng lúc anh đang chuẩn bị đậu xe vào vị trí mình mới tìm được anh nhạy bén phát hiện ra chiếc xe đối diện đang tăng tốc lao đến nhìn hành động của đối phương thì có lẽ là muốn lấy chỗ đậu xe giang sách tới trước anh sao có thể để người khác cướp mất chỗ đậu xe chứ anh lập tức bẻ tay lái tốc độ nhanh hơn dùng phương thức cực kỳ tinh vi dành chỗ đậu xe chiếc xe đã được đổ trước tại vị trí một cách ngay ngắn. Mà toàn bộ quá trình đều vô cùng liền mạch lưu loát, hệt như một màn biểu diễn nhào lộn. Tân Uẩn giơ ngón tay cái lên. Thật không nhìn ra đó nha, kỹ thuật lái xe của anh lại đỉnh như vậy. Nếu cô ấy biết giang sách trước mắt là tay đua xe mà đoàn xe lâm ra vinh ký hợp đồng thì e rằng sẽ còn kinh ngạc thêm nữa. Sau khi đổ xe xong thì tháo dây an toàn, mà bọn họ còn chưa kịp xuống xe thì chiếc xe vừa nãy muốn cướp chỗ đậu xe đã dừng bên cạnh, một người đàn ông cao to bước từ trên xe xuống, anh ta vô cùng bất mãn đạp một chân vào bánh xe trước của Giang Sách. Cút ra khỏi xe cho ông mau. Giang Sách khẽ nhíu mày, ý bảo Tân Uẩn đừng xuống xe vội, trước mắt cứ ngồi trên xe chờ một lát đã. Sau đó, anh đẩy cửa xe đi ra ngoài, hờ hững nói anh làm gì vậy? Làm gì vậy à? Người đàn ông cao to nói với dáng vẻ hung ác, "Đây là chỗ đỗ xe của bố mày, mày tránh ra chỗ khác cho ông mau." Giang Sách lạnh lùng nói, "Chỗ đậu xe này tôi tìm được trước, mà xe tôi cũng đậu trước ở chỗ này rồi, tại sao lại biến thành chỗ của anh? Nếu có năng lực thì sao vừa nãy anh không giành đỗ xe trước tôi đi?" Người đàn ông cao to kia sừng sốt. Thành thật mà nói thì kỹ thuật lái xe của người đàn ông cao to này không tồi chút nào, trong tình huống vừa rồi chuyện anh ta cướp được chỗ đậu xe cũng là chuyện chắc chắn 100%. Nhưng anh ta thật không thể ngờ được, kỹ thuật lái xe của Giang Sách hóa ra còn lợi hại hơn cả anh ta nữa, đã đi trước anh ta một bước, giành chỗ đậu xe. Kỹ thuật không bằng người ta, nên thua thôi. Người đàn ông cao to kia nhất thời nghẹn họng không nói được gì, mà lúc này, một người phụ nữ trang điểm ăn mặc diêm rúa lẻ lẹt bước từ trên xe xuống. Cô ta dậm chân nói, vũ hội sắp bắt đầu rồi, anh còn đứng đây làm cái quái gì vậy? cuối cùng là còn chỗ đậu xe không? Người đàn ông cao to kia vội vàng rỗ, bảo bối à, em chờ chút đi, anh xử lý tốt mọi chuyện ngay đây. Quay đầu, người đàn ông cao to kia nhìn giang sách, nói với vẻ hung tợn, tao không có thời gian đứng đây cãi cỏ qua lại với loại quê mùa mày. Tao hỏi mày lần cuối, mày có nhường chỗ cho tao không? Audio điện tử võ tấn bền. chương 546, nghe hiểu không? Giang sách trả lời vô cùng dứt khoát. Không nhường hay lắm thằng nhóc mày chờ đấy tao sẽ cho mày biết thế nào là đắc tội với tao người đàn ông cao to đó nói vậy nhưng lại không ra tay trực tiếp anh ta quay lại xe làm trò trước mặt giang sách dừng xe ngay trước xe giang sách chặn đứng lối ra của chỗ đậu xe chỉ cần xe đối phương không dịch chuyển thì cả đời này giang sách đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài sau khi người đàn ông cao to kia tắt động cơ anh ta cười nói ông đây có rất nhiều tiền một chiếc xe đối với tao căn bản không phải vấn đề tao đây là đang muốn mày nhớ, khi ra khỏi cửa, nếu không có năng lực thì đừng ra vẻ. Cái xe này, ông đây sẽ dừng ở đây không rời đi đâu hết. Và xe của mày, cả đời này cũng đừng nghĩ ra được đây. Đây là trường hợp không biết nói lý điển hình. Người đàn bà diêm rúa lè lẹt kia ôm eo anh ta, cười khanh khách, há miệng nói ra hai chữ, đáng đời. Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi, giang sách lập tức lên tiếng gọi lại. Đợi đã, người đàn ông cao to kia quay đầu hỏi sao hả giờ đã biết ông đây lợi hại rồi à hối hận hả nói cho mày biết muộn rồi có điều tao đây là con người rộng lược cho mày cơ hội cuối chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu trước ông đây hô ba tiếng ba ba ơi sau đó nhường chỗ đậu xe cho tao ông đây sẽ tạm tha cho mày lần này nghe hiểu không giang sách vẫn giữ nét mặt không cảm xúc trên thế giới này có quá nhiều sâu mọt đi đến đâu là đụng phải rác rưởi đến đó anh ngẩng đầu nhìn đối phương, nói tôi cho anh thời gian 30 giây, dịch chuyển xe này đi. Người đàn ông cao to kia mất hứng. Nghe giọng điệu của Giang Sách, đó không phải là giọng điệu thỏa hiệp, mà là giọng điệu uy hiếp. Người đàn ông cao to có tiền có thế, cơ thể còn cường tráng, trước nay chưa từng nếm mùi bại trận. Cho nên, anh ta sao có thể bị Giang Sách hù dọa? Người đàn ông cao to ngẩng đầu nhìn Giang Sách, sao hả? Mày muốn đánh nhau với ông đây à? Nói cho mày biết Giờ mày có xin lỗi cũng vô dụng, cái xe này, ông đây tuyệt đối không bao giờ chuyển đi chỗ khác." Giang Sách lặng lặng đứng một chỗ không nói lời nào. Sau một lát chờ đợi, thời gian 30 giây đã hết. Giang Sách hít sâu một hơi, 30 giây đã trôi qua rồi, anh có muốn dịch đi chỗ khác cũng không có cơ hội nữa. Người đàn ông cao to kia vui vẻ đáp, "Nhóc con, ngữ khí của mày cũng không nhỏ nhỉ. Được được được, tao cũng rất muốn xem xem mày làm gì được tao." Giang sách khẽ khởi động chân cẳng, thong thả đi bộ mấy bước, đi đến trước mặt đối phương. Vậy thì, mở to mắt mà nhìn cho kỹ. chương 547, lời nói tràn đầy sự hèn nhát. Người đàn ông vạm vỡ đút hai tay vào túi quần, không hề để tâm đến những gì Giang sách nói. Trong mắt anh ta, Giang sách vừa không cường tráng bằng anh ta, ăn mặc cũng không bằng mình, vừa nhìn là biết chắc là một tên hèn. Một tên hèn mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Cho dù có đánh nhau, chỉ với thể hình và cơ bắp này của mình, anh ta chẳng lẽ không hạ gục đối phương trong một nốt nhạc. Vậy nên, có gì mà phải lo? Giang sách lại không nhằm thẳng vào gã lực lưỡng kia, mà đến trước xe anh ta. Sau đó, Giang sách nghiêng người nhấc chân lên, làm tư thế của động tác sút bóng vào khung thành của cầu thủ bóng đá. Giây tiếp theo, với một tiếng gào lên của Giang sách, một cú đạp thật mạnh cũng được tung ra. Một đạp ngay vào giữa xe. Tiếp theo đó là một tiếng nổ cực lớn, chiếc xe to lớn trước mặt tên lực lưỡng và cô gái diêm rúa đã bị đạp văng ra xa 7-8 mét. Đâm sầm vào chiếc xe ở phía trước. Đây là chuyện mà người ta làm ra được ư. Người đàn ông to cao vẫn nút tay vào túi quần, nhưng tư thế của anh ta lúc này không còn vững chãi nữa. Hai tay hai chân nhũn ra, không còn sức, miệng thì há hốc, cứ như bong bóng bị xì hơi, mềm hoạt. Anh ta cũng là con nhà võ, đương nhiên biết sức mạnh của cú đạp này lớn cỡ nào. Không hề nói quá, một cú đạp này mà dáng lên người anh ta thì xương cốt anh ta có mà đứt đoạn hết, mất mạng luôn không chừng. Không ngờ đây lại là một cao thủ võ lâm, ngầm. Anh ta ăn hiếp biết bao nhiêu người, lần này gậy ông đập lưng ông thật rồi, may mà ban nãy không động tay với đối phương, nếu không bây giờ chắc anh ta đã bị vác lên xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện mất. Giang sách nhìn anh ta, chỉ một ánh mắt sắc bén đã khiến anh ta không dám động đậy. Anh anh anh, anh muốn làm gì? Giang sách bình tĩnh nói, tôi là giang sách, bây giờ phải đi tham gia vũ hội. Nếu anh muốn tôi bồi thường tổn thất chiếc xe cho anh thì đến vũ hội tìm tôi. Nói xong, anh vẫy tay về phía xe mình. Tân Uẩn cười mỉm bước ra, khoác tay giang sách rời khỏi bãi đỗ xe. Tên kia vã mồ hôi lạnh đầy chán. Anh ta còn dám đi đòi bồi thường xe ư. Ha ha, cho anh ta mượn thêm một lá gan cũng không dám nữa. Ở Nam Thành, dân tình hung hăng có quỷ mới biết thân phận thật sự của đối phương là gì, sức chiến đấu mạnh tới đâu. Chuyện này đến đây là kết thúc được rồi, cứ làm ầm lên nữa thì có khi mất luôn cái mạng. Cô gái diêm rúa lắc cánh tay anh ta, cứ bỏ qua như vậy sao? Anh ta nhìn cô ta như nhìn một người đần đột, chứ sao nữa? Cô còn muốn động tay chân với người ta hả? Muốn thì tự cô đi mà kiếm chuyện, tôi không dám đâu. Lời nói tràn đầy sự hèn nhát, nhưng cũng rất thể hiện sự biết điều của mình. Phía bên kia, giang sách nắm tay bạn nhảy tân uẩn của mình, bước vào cửa ra vào sảnh vũ hội, xếp hàng đợi vào trong như bao khách quý khác. Tân uẩn hôm nay bị niềm hạnh phúc lấp đầy cả tim. Lần đầu tiên cô ấy được cảm nhận nhiệt độ ấm áp của bàn tay giang sách lâu như vậy, tuy nhiên chỉ là nắm tay theo hình thức, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Phải biết rằng, bình thường làm gì có cơ hội nắm tay giang sách. Ngay lúc này, Tân Uẩn không còn xem mình là bạn nhảy của giang sách nữa, mà mà là cô dâu của Giang Sách, nơi họ sắp bước vào không phải là sàn nhảy mà là nơi tổ chức hôn lễ. Tuy rằng là tự lừa mình dối người nhưng đời người được mấy lần cơ hội thế này đâu, để cô ấy mơ mộng một lần thì có làm sao. Sau khi từng cặp bạn nhảy bước vào, cuối cùng cũng đến lượt Giang Sách và Tân Uẩn. chương 548, trộm hay là cướp. Ở cửa, nhân viên tiếp đón nở một nụ cười công nghiệp nói, mời hai vị đưa thiệp mời ra. Vừa nói xong, nụ cười trên mặt chàng nhân viên cứng nở lại, bởi vì anh ta phát hiện cặp đôi này có chút vấn đề. Người nữ thì bình thường, ăn mặc chỉn chu đàng hoàng, xinh đẹp thì không nhắc làm gì nhưng ăn mặc cũng rất đẹp mắt, rất phù hợp với chủ đề buổi vũ hội đêm nay của họ. Vấn đề là ở người đàn ông đi chung. Người đàn ông trước mặt tuy rằng ăn mặc không thể nói là lôi thôi, nhưng vừa nhìn là biết quần áo mua lề đường, từ đầu đến chân không có món nào hơn 200 tệ cả. Đặc biệt là đôi giày anh mang, trông thế nào cũng thấy giống như vơ bừa một đôi trong siêu thị giá rẻ. Một tên nghèo dẹp thế này làm thế nào mà có được thiệp mời cơ chứ? Thiệp mời của Thủy Vân Thiên trước giờ chỉ gửi đến những nhân vật lớn không giàu thì cũng quyền quý, những người đến đây hôm nay cũng thể hiện rõ điểm này. Nhìn những người đàn ông khác, có ai là không mặc đồ hiệu chứ? Những thứ đắt tiền thì không nhắc, cho dù là có, đơn giản, nhất thì một món cũng phải mấy chục nghìn tệ, sao có thể chỉ mặc một chiếc áo đáng giá 200 tệ đến đây được. Thế thì có vẻ nghèo hèn quá. Nhân viên tiếp đón này sinh nghi ngờ với giang sách, kiểm tra cũng nghiêm ngặt hơn. Anh ta dở thiệp mời ra. Kiểm tra xong thì chắc chắn thiệp mời này là thật, điều này không cần nghi ngờ. Tên trên thiệp mời là Giang Sách. Nhân viên tiếp đón có biết Giang Sách là người siêu giàu đã đấu giá thành công biển thước thần châm và tiên hoạt can tạng ở buổi đấu giá ngày hôm qua. Thử hỏi xem một nhà giàu như thế sao lại có thể chỉ mặc đồ với giá 200 tệ từ đầu tới chân chứ? Vừa nhìn là biết giả mạo. Ở nơi Nam Thành này nguy hiểm tứ phía, nói không chừng Giang Sách vừa ra khỏi chỗ đấu giá lại lập tức bị người ta xử đẹp rồi, ví dụ như bọn săn người giàu gì gì đấy. Giang Sách trước mặt này chắc chắn là giả mạo. Chỉ là giả mạo cũng không giả mạo sao cho giống hơn một chút, mặc đồ rẻ tiền thế này, ha ha, không phải đang chờ bị phát hiện đấy à? Trên thực tế, suy đoán của nhân viên tiếp đón cũng có lý, Giang Sách đúng là có bị đám săn nhà giàu nhắm tới, nhưng chàng nhân viên này lại không hiểu thói quen của Giang Sách, không biết Giang Sách thích kín tiếng, không thích khoe khoang. Cho dù có giàu hơn nữa cũng ăn mặc không khác gì người bình thường. Không chỉ là anh, đến cả đám đàn em theo Giang Sách thường niên ở 12 cung hoàng đạo cũng bị Giang Sách ảnh hưởng, ai nấy đều giàu nứt vách nhưng lại ăn mặc không khác gì mấy người bán quẩy trong làng nhân viên tiếp đón hô hô cái thiệp mời trong tay, nói với giọng điệu không mấy thiện cảm, nói thật đi, ăn cắp cái thiệp này từ chỗ nào đấy. Câu nói này làm giang sách trở tay không kịp. Anh khó hiểu nói, thiệp mời này là do Thủy Vân Thiên các người đưa đến cho tôi mà, không có vấn đề gì. Sao thế, là giả sao? Chàng nhân viên hừ một tiếng. Thiệp mời là thật, không sai, nhưng người là giả. Ý trong câu nói rất rõ ràng, anh ta không hề tin người trước mặt anh ta là giang sách chắc chắn là giả mạo giang sách cười khổ tuy rằng đã thấy chuyện tương tự trên tin tức nhưng thật sự xảy ra với anh thì vẫn là lần đầu anh phải làm sao mới chứng minh được mình chính là mình đây chàng nhân viên lại cộc cằn nói sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn cho anh một cơ hội cuối khai rõ ràng cái thiệp này đến từ đâu trộm hay là cướp chủ nhân của cái thiệp này là giang sách anh làm gì anh ta rồi Tôi khuyên anh khai rõ ra, đừng ảo tưởng qua mắt được thủy vân thiên chúng tôi, bởi vì anh không có bản lĩnh đó đâu. Chương 549, bộ vui lắm sao? Những đại gia đằng sau ai nấy đều khinh bỉ mà nhìn Giang Sách, đều đang đợi đến lúc anh mất mặt. Giang Sách chưa nói gì, Tân Uẩn đã khó chịu trước. Đến buổi vũ hội với tinh thần phấn chấn, nhưng lại bị ban tổ chức chặn cửa. Chuyện quái gì thế này? Cô ấy lạnh mặt nói, rõ ràng là các người gửi thiệp mời mời chúng tôi đến tham gia vũ hội, bây giờ lại nói thiệp của chúng tôi là đồ trộm cướp, có ai làm ăn như các người không? Cùng lắm chúng tôi không tham gia nữa. Không tham gia ư? Ha ha. Nhân viên lễ tân kia búng tay, lập tức có 7-8 bảo vệ vây quanh. Cô nghĩ đây là đâu chứ? Đây là Thủy Vân Thiên, không phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Hôm nay mà không khai rõ sự tình thì các người đừng hòng ra khỏi đây. Giang sách cao mày, bên tổ chức này có hơi quá đáng rồi đấy. Anh hỏi, thế giờ phải làm sao anh mới tin thiệp mời này là của tôi, không phải là đồ trộm cắp? Chàng nhân viên cười. Được rồi, đến lúc nào rồi mà còn giả vờ giả vịt với tôi? Bộ vui lắm sao? Khai mau anh ăn cắp nó từ đâu, có vậy thì may ra tôi nương tay giữ lại một mạng cho anh. Nếu anh vẫn giữ thái độ này thì ha ha, ngại quá, Thủy Vân Thiên chúng tôi hôm nay bắt buộc phải khiến anh trả giá đắt. Giang sách cạn lời, đối phương chắc địch thiệp mời là do anh trộm về, không chịu nhường bước, quá là không biết điều. Hơn nữa, thiệp mời là các người gửi đi, người đến có phải do các người mời không các người phải tự rõ chứ? Còn muốn người ta tự chứng mình, đúng là trò hề. Giang sách thở dài một hơi, nắm tay Tân Uẩn, giờ tiếp tục rằng có ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Bỏ đi cho rồi anh vừa toàn quay đầu nhân viên tiếp đón lập tức vẫy tay bảy tám tên bảo vệ nhào lên đương nhiên mấy tên bảo vệ này không là gì trong mắt giang sách giang sách muốn rời đi thì không có ai đủ khả năng chặn anh được ngay lúc căng thẳng này đột nhiên có một người đàn ông mặc đồ tây đeo cả vạt bước tới dừng tay nhân viên nhìn thấy người đàn ông như chuột thấy mèo sợ hãi vội vàng chạy tới không dám đứng thẳng khom người nói cậu chủ cậu tới rồi hả à? Người đàn ông bất mãn nói với anh ta, tôi còn không tới nữa thì để cậu đắc tội với khách quý của tôi mất. Khách quý, tên nhân viên ngứa ra, hôm nay anh ta nói chuyện với ai cũng khách sáo hết mà, sao có thể đắc tội người khác. Ngoại trừ, anh ta nhìn sang giang sách, không dám tin mà nói, cậu chủ, không lẽ cậu đang nói anh ta chính là giang sách mà cậu mời đến. Chứ còn gì nữa, nghe câu trả lời chắc nịch của người đàn ông xong, tên nhân viên sợ đến trắng bệch cả mặt anh ta ngàn lần không ngờ tới Giang Sách là một nhân vật lớn như vậy lại có thể ăn mặc đơn giản thế này. Nếu như là ở nhà thì không nói, đằng này một vũ hội lớn thế này mà lại ăn mặc như nhà quê thế, đúng là làm người ta mở mang tầm mắt, cũng không trách tên nhân viên nghi ngờ anh. Anh ta nhanh chóng bước qua, cúi đầu khom lưng liền một mạch với Giang Sách, anh Giang, thật lòng xin lỗi, tôi thật sự không nhận ra anh. Tôi mắt mù, tôi ếch ngồi đáy giếng, tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi nhìn người hạn hẹp, Tôi. Chương 550, đây là sở thích kỳ dị của thủy quân tín. Giang sách phất tay, dạ ý anh ta đừng nói nữa. Tài thật, thế mà văn vẻ lại tốt thế, một hơi nói được quá trời thành ngữ. Được rồi, anh Giang bảo anh đi chỗ khác đi, đừng ở đây làm chướng mắt nữa. À, vâng vâng vâng, tôi đi liền ngay đây. Anh ta cúi mặt, khom lưng, sợ sệt chạy đi. Người đàn ông kia đến trước mặt Giang Sách chủ động đưa tay ra nói tôi là thủy quân tín là cậu chủ của thủy vân thiên giang sách gật đầu hóa ra là cậu chủ chẳng trách tên nhân viên kia sợ anh ta như vậy ở nam thành thủy vân thiên có thể nói là một tay che trời thế lực lớn bé nào cũng bị họ kiểm soát là một sự tồn tại không khác gì người khổng lồ thân là cậu chủ thân phận và địa vị của thủy quân tín đương nhiên cũng không tầm thường giang sách giơ tay ra bắt tay thủy quân tín thủy quân tín mỉm cười nói Hôm qua có duyên được thấy tận mắt sự hào phóng của anh Giang, vốn dĩ hôm qua đã tính làm quen một chút, nhưng tiếc là anh đi nhanh quá, không có cơ hội đến làm quen. Hôm nay cuối cùng cũng xem như nói chuyện được với anh rồi, cũng xem như là vinh hạnh của tôi. Cậu chủ khách xáo quá. Không biết vì sao, lúc Thủy Quân Tín nói chuyện, cứ luôn như vô tình cố ý mà nhìn sang Tân Uẩn kế bên. Dường như, sự chú ý của Thủy Quân Tín không phải dành cho Giang sách, mà là dành cho Tân Uẩn người phụ nữ này mới là mục tiêu chủ yếu của anh ta ư. Mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra, không phải mọi người thông minh mà là thủy quân tín thể hiện có hơi rõ ràng, thêm cả những sơ hở của thủy quân tín, mọi người đều rõ mục đích mời giang sách đến đây lần này của anh ta. Ở Nam Thành, ai cũng biết thủy quân tín vô cùng háo sắc. Hơn nữa anh ta không giống người khác. Anh ta không thích những cô gái độc thân, mà chỉ thích vợ hoặc bạn gái người khác, lần nào nhìn thấy người khác sắt phụ nữ đẹp tới, Thủy Quân Tín đều thấy ngứa ngáy trong lòng. Ngược lại nhiều lúc con gái đẹp chủ động lao vào vòng tay Thủy Quân Tín, anh ta lại chê. Đây là sở thích kỳ dị của Thủy Quân Tín. Đương nhiên, rất nhiều bác sĩ tâm lý đều phân tích và cho rằng đây là một loại bệnh tâm lý vặn vẹo. Nếu người bình thường có bệnh này thì có lẽ sẽ bị người khác đánh cho thân tàn ma dại, nhưng Thủy Quân Tín lại không như vậy, anh ta là cậu chủ của Thủy Vân Thiên, có nghĩa rằng muốn làm gì thì làm. Không biết bao nhiêu thiếu nữ bị anh ta cưỡng chế cướp đi, càng không biết bao nhiêu gia đình bị tan nát, bao nhiêu cặp tình nhân phải chia lìa. Rất nhiều người có tiền vừa đến Nam Thành không biết chuyện này, thường xuyên đưa bạn đời xinh đẹp của mình đến gặp Thủy Quân Tín, kết quả là người phụ nữ của mình bị Thủy Quân Tín chiếm đoạt. Ở Nam Thành, cô gái nào bị Thủy Quân Tín chiếm đoạt thì đừng hòng được hưởng tự do nữa. Giống như kiểu vũ hội này, chính là vì Thủy Quân Tín muốn xem bạn gái người khác đẹp thế nào mới tổ chức bề nổi thì là vì muốn mọi người làm quen với nhau thực tế lại vì thỏa mãn sở thích quái gở của anh ta có kinh nghiệm như thế nên thật ra đa số những người đến tham gia vũ hội đều không đưa bạn gái hoặc vợ mình theo mà là thuê về càng có những cô gái muốn với tới thủy quân tín nên sẽ đi cùng với người đàn ông khác giả vờ là gái đã có chồng cố ý dùng thân phận này để thu hút sự chú ý của thủy quân tín ở nam thành ai cũng biết thủy quân tín vô cùng háo sắc Hành vi lạ lùng này không hiếm thấy ở Nam Thành. Vậy nên mới lưu truyền một câu nói rằng, phòng lửa phòng trộm phòng cậu chủ. Giang Sách lần đầu đến đây, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Nhận được thiệp mời xong thì ngây ngô đưa Tân Uẩn đến đây ngay, thật sự lại đưa Tân Uẩn vào hố lửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 550.